người ngồi trên xe lăn cười nón cầm trên tay hỏi sao cô biết tôi là ca tôi chưa từng gặp cô cô ninh lúng túng đáp ách thành phố đê tôi không quen thuộc ngồi xe lăn đến thăm tôi trừ ca ra còn có thể là ai ờ cũng đúng ca lạnh lùng trả lời cô mỉm cười trong lòng thầm nghĩ anh quen biết là thân phận kiếp trước đường nghệ ninh của kiếp trước bây giờ chúng ta không có quen biết suýt nữa bại lộ rồi ca vỗ bột bột vào đầu gối nói cái này cô tính chữa thế nào cô ninh đưa tay ra sau gối tìm gì đó cầm lên một hộp thuốc đáp ăn cái này tôi sẽ xoa bóp trị liệu cho nữa ca cầm hộp thuốc trên tay vẻ mặt nhăn nhó chỉ cái này chân của tôi đi khám cả thế giới đều không có cách cô xác định chỉ viên thuốc nhỏ này có thể cố ninh cúi xuống cầm chân anh ta đáp thử là biết ngay mà ca giật mình này 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 cô cầm chân lên vừa dùng năng lực vừa nói chữa trị chia thành ba liệu trình hôm nay tôi sẽ phục hồi sức sống cho cơ thịt của anh ca ngờ vực ừm a à, trong chốc lát anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cô vỗ vào một cái rồi nói xong rồi ca không hiểu ý Cô ninh trong lòng vui vẻ nếu như lần đầu chữa khỏi luôn sẽ khiến người ta nghi ngờ dứt khoát kéo dài thêm một thời gian nữa ca bóp thử phần chân của mình vẻ mặt hạnh phúc nói ấy cô còn chưa nói có cảm giác rồi cô quả thực có tài năng đấy nói đi muốn tôi giúp cô điều tra ai cô ninh sửa soạn đồ ngoảnh đầu nói ở đây không tiện nói giúp tôi làm thủ tục xuất viện rồi tìm một khách sạn tôi sẽ gửi tài liệu cho anh ca liền đáp được sau khi làm xong thủ tục cô ninh cùng ca ra đến cổng bệnh viện thị trưởng giang từ phía sau níu cô lại bạn học cố ninh cháu chờ chút trên tay cầm danh thiếp tiếp tục nói với cô tuy rằng cháu không cần danh lợi nhưng hành động dũng cảm vẫn cần phải biểu dương đây là danh thiếp của tôi cháu cầm lấy chỉ cần không phải chuyện phạm pháp tôi có thể giúp cháu một lần cố ninh cầm lấy tấm thẻ suy ngẫm trong lòng tuy rằng mình không phải vì báo ơn mới cứu người nhưng cá nhân tình này có lẽ mình sẽ dùng đến cố ninh vẫy tay chào nói vậy tôi nhận giúp tôi cảm ơn ý tốt của vị đó thị trưởng giang bất ngờ trong lòng sao cô ấy biết được ý của thống đốc tiêu thật là một nhà đầu thông minh lanh lợi tới khách sạn viên lâm quang cảnh tươi đẹp suối chảy róc rách Cố Ninh cầm điện thoại quay khắp nơi nói, khách sạn này đẹp ghê, anh cũng biết chọn chỗ đấy. Cố Ninh chụp ảnh tự sướng với khung cảnh phía sau, người bạn đẩy xe lăn cho ca đáp, sau khi chân cậu ấy bị thương thì không thích không khí ồn ào ở thành phố, cho nên tôi thường cùng cậu ấy đến những chỗ này tu dưỡng, người đến những chỗ này đều giàu có, cô cố cứ yên tâm. Ca nói với Cố Ninh, đúng rồi, vì lý do thời tiết, tất cả các chuyến bay đến thành phố F đều hủy rồi, cô bắt buộc phải về sao? Cố Ninh thất vọng đáp, vậy thì ngày mai đi, cũng không gấp việc này. Cô gửi tấm hình vừa chụp gửi cho Tảng Băng, hãng hàng không hủy chuyến bay rồi, chiều mai mới về, ngoan ngoãn đợi em nhé. Tại quầy lễ tân, nhân viên đưa thẻ cho Cố Ninh, thẻ phòng trả cô, cô lịch sự đáp, cảm ơn cô. Một nhân viên bên cạnh trực điện thoại đang nói chuyện, được, sân bay trực thăng đã khởi động, tôi sẽ phái người đi đón. Ngoài cổng có một chiếc trực thăng bay vù vù, nhân viên đều chạy ra ngoài. Cố Ninh không quan tâm đi đến hồ cá. Cô thành thơi dãi thức ăn cho cá ăn. Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn, đang làm gì thế? Cố Ninh chụp cá qua cho lãnh thiếu định trả lời, cho cá ăn phía đối diện có người bước đến điện thoại nhận được tin nhắn ngẩng đầu nhìn cố ninh đọc được liền ngước đầu nhìn phía đối diện lãnh thiếu đình ôn nhu đứng nhìn cô mỉm cười dịu dàng hai người cùng nhau đi dạo nắm tay nhau lãng mạn cố ninh hỏi lãnh thiếu đình máy bay đều dừng bay rồi sao anh đến được đây anh mỉm cười dịu dàng cô nhớ lại người nhân viên ở quầy trực điện thoại nói được sân bay trực thăng đã khởi động tôi sẽ phái người đi tiếp đón cô liền thấy có gì đó đợi đã lẽ nào là đến mức đó sao ngày mai em về rồi mà lãnh thiếu đình vẻ mặt nghiêm túc cầm hai tay cô rồi nói sao lại không đến mức đó nếu như anh lại có nhiệm vụ không gặp được em thì sao bây giờ ở bên cạnh em mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quan trọng cố ninh xoa xoa đầu anh vui vẻ đáp đúng 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 xin lỗi là lỗi của em do em không nghĩ đến nỗi nhớ tương tư của anh được chưa lãnh thiếu đình mãn nguyện nói thế còn tạm được hy vọng bạn học cố học theo anh nhiều vào cố ninh tức giận nói sao anh biết em không nhớ anh ngừng bay em cũng không còn cách nào cho nên anh đến rồi còn gì bây giờ sao anh chẳng có tí mặt mũi nào thế đang nói chuyện thì cả hai nhìn thấy lão phó, thế, lão phó cũng nhìn thấy. Cố Ninh nói, "Lão phó lão nghiêm." Lão phó bất ngờ nói, "Trùng hợp quá trùng hợp quá, bạn học Cố sao lại ở đây thế?" Cô nghe thế liền đáp, "Đến thành phố để làm ít việc." Lão phó, lão nghiêm đồng thời xuất hiện, lẽ nào chỗ này xuất hiện chân quý dị bảo gì sao? Cả hai người nghe liền cười phá lên, thị trưởng bên cạnh nói, "Hóa ra mấy người quen nhau à, bạn học Cố này chính là tiểu anh hùng đã cứu thống đốc Tiêu mà tôi vừa nói đó." Cả ba người còn lại bất ngờ, "Cái gì?" hóa ra người trên tin tức mà kéo xe của thống đốc tiêu hóa ra là cháu à bảo sao ta cứ thấy quen mắt lãnh thiếu đình tự hỏi cứu người kéo xe cố ninh khoanh tay lịch sự thị trưởng giang quá khen rồi thuận tay giúp thôi thị trưởng giang nghe thế liền đáp sao lại là thuận tay giúp đỡ chứ nếu như không phải cháu tóm được xe của thống đốc tiêu thì xe đã rơi xuống vực rồi thế thành chuyện lớn đó cố ninh lãng chuyện mấy vị đến ăn cơm sao tôi không làm phiền mấy vị nữa lão phó đưa tay về phía lãnh thiếu đình rồi nói không bằng chúng ta cùng ăn nhé không biết người này là ai thế Cô Ninh ôm chầm lấy cánh tay của anh rồi đáp: Đây là bạn trai tôi, chúng tôi đã đặt xong món rồi, sắp muộn rồi nên không làm phiền mấy vị nữa. Các vị dùng từ từ, lần sau có thời gian thì nói chuyện tiếp. Thị trưởng Giang nói thầm trong lòng: Có thể quen nhiều nhân vật lớn như thế, xem ra cô ấy cứu thống đốc Tiêu quả thật không có tâm tư khác. Cả hai rời đi, lãnh thiếu đình cả đoạn đường im lặng không nói gì. Cô Ninh tự hỏi trong lòng: Anh ấy tức giận rồi. Bỗng nhiên anh lên tiếng hỏi cô: Lúc cứu người có bị thương không? Cô Ninh gượng gạo đáp: Không có, chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi. Chuyện nhỏ nên không nói với anh lãnh thiếu đình đặt chứng minh thư lên nói với nhân viên lễ tân cho một phòng nhân viên giọng nói yếu ớt thực sự xin lỗi vừa rồi giám đốc sắp xếp phòng tổng thống cho anh tạm thời xảy ra vấn đề bây giờ mùa du lịch đang đông phòng bình thường cũng không còn nữa cố ninh cầm lấy chứng minh thư của anh rồi nói không cần đặt nữa chúng tôi đi cùng nhau lãnh thiếu đình trong lòng bất ngờ ở cùng một phòng sao cả hai cùng đi lên phòng vừa vào trong lãnh thiếu đình liền ép cố ninh vào tường đừng cho rằng thế này thì anh sẽ tha thứ cho em vừa nãy anh xem tin tức rồi tình huống nguy hiểm như thế tại sao phải ra tay ngộ nhỡ cố ninh ôm eo anh nũng nịu nói em có chừng mực mà lúc đó cũng dự đoán được cái xe tải đó có âm mưu em sẽ không bỏ mặc sự sống chết của bản thân đâu đừng giận nữa nhé lãnh thiếu đình ôm trầm lấy cô anh chỉ là rất hối hận lúc đó không có ở bên cạnh em ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì anh sẽ tự trách cả đời này cố ninh vỗ vỗ trấn an anh được rồi được rồi sau đó cô lùi về sau hai tay trụm lại nói này buộc em lại đi cột em ở bên cạnh anh luôn cùng lắm thì làm chim hoàng yến được anh nuôi cả đời không có tự do được. Lãnh Thiếu Đình giọng nói tức giận, đánh trao khái niệm à, anh thấy em còn chưa nhận thức được lỗi sai của mình đâu. Nếu còn lần sau, anh thật sự sẽ không để em đơn độc hành động nữa. Cố Ninh nói nhỏ vào tai anh, được thôi. Hai tay vòng qua sau cổ anh. Giọng nói nhỏ nhẹ, vậy em cột anh vào bên cạnh em, để anh làm chim hoàng yến của em. Tiếng tim của hai người đập thình thịch vang lên một cách rõ ràng, Thiếu Đình ngơ ngẩn nhìn gương mặt đầy quyến rũ của Cố Ninh. Anh vươn người gương mặt hai người kề sát nhau, Thiếu Đình không kiềm được mà muốn chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của Cố Ninh, hơi thở gấp gáp nóng hổi từ hai người phát ra chợt anh giữ người lại không được thiếu đình siết chặt tay kiềm chế nghĩ nếu như hôn mình sẽ không nhịn được anh ngủ ghế sofa em nghỉ ngơi đi nhé thiếu đình buông cố ninh ra xoay người đi anh đỏ mặt nói cố ninh mặt đỏ ửng nhìn theo anh nhìn chiếc sofa cố ninh mỉm cười nói sofa có chút nhỏ thiếu đình không nói gì tiếp tục bước đi đến chiếc sofa cố ninh giật mình nhìn thiếu đình co quắp người lại nằm trên sofa thôi đi cùng nhau ngủ nhé thấy anh đáng thương nằm trên ghế cố ninh ngồi trên giường nói với thiếu đình như thế anh không ốm cũng bị chặt cổ thiếu đình giật mình khi nghe lời đề nghị của cố ninh cùng ngủ thiếu đình mở mắt gương mặt lại nóng bừng lên nghĩ thầm không sao đối với anh mà nói đều bình thường như cơm bữa thiếu đình quay người lại trên chiếc sofa chật hẹp gương mặt vẫn ửng đỏ anh nói trước đây anh còn ngủ ở chưa nói hết câu cánh tay của anh đã bị cô chụp lấy cố ninh ném anh lên giường có chút xấu hổ nhưng cô vẫn vừa cứng miệng nói phí lời làm gì đến lúc ngủ có bị bệnh gì chẳng phải em chăm sóc sao anh ngồi dậy nhìn cô đổ mồ hôi bối rối nói thế không tốt lắm nhỉ ngủ đi nói nhiều quá đấy cố ninh lấy gối ném vào mặt anh nói không phòng bị nên anh bị ném gối ngã nằm xuống qua cái gối anh đỏ mặt lén nhìn cô giả vờ gì nữa cô nằm lên lồng ngực anh tay sờ đến ngực trái thiếu đình cố ninh mỉm cười nhẹ nói trong tim sớm nở hoa rồi đấy nghe cố ninh nói thế lãnh thiếu đình bốc khói đỏ bừng mặt bỗng dưng cố ninh bất chợt phát hiện ra điều gì đó anh ấy cũng thuần khiết quá đi thế này đã không chịu được cố ninh che miệng mỉm cười thầm nghĩ khi nhìn thấy chỗ nào đó của lãnh thiếu đình đã thành một cái núi nhỏ lãnh thiếu đình mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ cố ninh thấy thế lại càng thích thú nghĩ thật dễ thương cố ninh xoay người rời khỏi lồng ngực thiếu đình đưa lưng về phía anh thiếu đình gương mặt vẫn đỏ ửng kinh ngạc nhìn hành động của cố ninh chợt cô xoay người lại gối đầu lên tay anh hai má cố ninh ửng hồng nhẹ nói tiếng tim đập của anh nhanh quá làm phiền em ngủ bởi vì em nên nó mới đập nhanh lần sau anh sẽ cố gắng quản nó thiếu đình lúng túng nói ừm ừm cô nhẹ đáp như một con mèo nhỏ nũng nịu ánh mắt thiếu đình chăm chú nhìn cố ninh bình thường trông không dễ trêu nhìn cố ninh đang mỉm cười ngủ bên cạnh thiếu đình nghĩ thầm ngủ rồi mới có chút ngây thơ của trẻ con. Chợt điện thoại đổ chuông không ngừng làm Cố Ninh giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng ngồi dậy cầm điện thoại bắt máy, Thiếu Đình nằm bên cạnh cũng đã tỉnh nhưng anh vẫn giả vờ ngủ say. "Anh Tư Đồ, có chuyện gì sao?" Cố Ninh cố tình xoay lưng về phía Thiếu Đình để nói chuyện điện thoại, nhưng nghe tới tên người gọi Thiếu Đình mở mắt xanh mặt nghĩ trong lòng, anh ta nửa đêm gọi điện cho Cố Ninh làm gì? Anh cũng đến thành phố đây rồi, Cố Ninh bất ngờ khi biết Tư Đồ đã đến đây, cô nói vào điện thoại, "Nhưng mà ngày mai tôi phải đi rồi." Tư Đồ trong điện thoại nói, chuyện anh hùng cứu thống đốc tiêu của cô tôi đã nghe nói rồi ngày mai mời cô ăn cơm nhé vừa hay có việc tìm cô anh ta nói vừa nghe tư đồ nói cố ninh liếc nhìn sang thiếu đình đang giả vờ ngủ ở bên cạnh cô trả lời vào điện thoại được mai gặp cố ninh cúp máy sau đó cô đặt nhẹ điện thoại xuống bàn có thể không đi được không bất chợt thiếu đình chồng người qua nắm cánh tay của cố ninh hỏi cô giật mình vì hành động đột ngột của anh biết ngay anh chưa ngủ mà cố ninh vẫn chưa hết hồn sau hành động của anh cô nhìn anh hỏi tại sao không đi nửa đêm gọi điện thoại cho em thiếu đình bất mãn anh nằm xuống giường gác tay lên đầu tức giận nói có chuyện gì chính thống được chứ chắc chắn có ý đồ không tốt với em tư đồ tức giận trầm giọng nói nói linh tinh gì thế người ta chưa từng thể hiện gì anh ta ngược lại thường xuyên muốn làm việc cho anh ta cố ninh bất lực đổ mồ hôi nói với thiếu đình nghe cô nói thế thiếu đình liếc mắt nhìn cô vẻ mặt cau có nói trực giác của đàn ông em không hiểu đâu ghen rồi sao chợt cố ninh chống cằm nhìn anh mỉm cười gian trá hỏi thiếu đình hết hồn khi nghe cố ninh hỏi hiểu anh là được cố ninh mỉm cười yêu mị tay cô nâng cầm thiếu đình khiến anh đỏ mặt giọng quyến rũ nói em cần gì phải hiểu đàn ông khác thiếu đình lớn tiếng phản bác hắn ta rõ ràng ô đang nói thì cố ninh đột ngột hôn anh chặn hết những lời anh đang muốn nói thiếu đình nằm im đáp lại nụ hôn của cố ninh nụ hôn kéo dài thiếu đình khẽ nốt ực một cái anh vòng tay tròn qua cổ cố ninh kéo xuống khiến nụ hôn càng thêm sau vừa hôn cô một tay thiếu đình nắm chặt ra giường kiềm chế anh nói trong lòng chết rồi không nhịn được nữa nụ hôn nóng bỏng kéo dài cố ninh nắm chặt áo thiếu đình tay anh cũng đặt trên đùi cô, giữ cô trong lòng mà hôn xuống. Cố Ninh và Thiếu Đình đều say mê chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng này. Hai người dần không thể kiềm chế được cảm xúc. Vừa hay đến đoạn cao trào thì đột nhiên phát ra một tiếng cộc rất mạnh. Cố Ninh và Thiếu Đình tức giận nhìn ra phát tiếng động, Thiếu Đình tức giận gầm lên một tiếng, "Ai?" Có tiếng nói ngoài cửa, "Làm cái gì thế, lật hết hành lý rồi." Thiếu Đình tức giận thở ra một hơi, "Sao nào, sợ bị người khác nghe được anh đang làm chuyện xấu sao?" Cố Ninh nhìn anh mỉm cười trêu chọc Thiếu Đình. Anh sắp hạnh phúc đến tan chảy rồi thiếu đình mỉm cười nâng cầm cố ninh giọng nói quyến rũ nói sao lại là làm chuyện xấu chứ nhìn ra được mà anh đang hưng phấn cố ninh mỉm cười nháy mắt tay chỉ vào chỗ nào đó của thiếu đình anh giật mình khi nghe cô nói anh đi tắm thiếu đình vội vàng quay người đừng bật dậy tay kéo chăn che lại chỗ nào đó xấu hổ nói ồ vậy em ngủ trước nhé cố ninh nằm xuống giường mỉm cười nói thiếu đình vội vàng chạy vào nhà tắm cố ninh mỉm cười che miệng đỏ mặt nói trong phòng tắm thiếu đình vẫn đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ anh mở vòi sen nước bắt đầu rào rào chảy xuống nước vẫn không ngừng chảy xuống anh chống tay lên tường sao vẫn chưa dịu lại được cạch cửa phòng tắm mở ra thiếu đình từ từ bước ra ngoài thiếu đình bước đến giường nhìn cố ninh đang nằm trên đó anh cẩn thận mở chăn chui vào mền thiếu đình cúi người đặt lên đầu cố ninh một nụ hôn ngủ ngon anh thì thầm vào tay cố ninh chẳng mấy chốc đã đến sáng hôm sau thiếu đình vươn tay kéo màn cửa đón ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng tôi đã gửi tài liệu của nhậm khang cho anh rồi cố ninh nói vào điện thoại mau chóng điều tra được sự qua lại của anh ta với lão tổng của hồng vận cố ninh vừa bấm máy tính vừa nói chuyện điện thoại còn về đợt trị liệu tiếp theo tôi sẽ thông báo thời gian cho anh em đến thành phố đê vì để điều tra hồng vận thiếu đình bước đến hỏi cố ninh tại sao không trực tiếp bảo anh giúp em em biết anh có thể dùng sức mạnh của mình để điều tra giúp em cố ninh mỉm cười nhìn anh nói những chuyện em có thể giải quyết vẫn muốn dựa vào bản thân mình đợi đến lúc em gặp phải phiền phức lớn sẽ làm phiền đến bạn trai của em nhé cố ninh nhào vào lòng anh ngước mặt lên nói với thiếu đình lý do nào em cũng nghĩ đến rồi anh còn dám nhiều lời sao thiếu đình đáp vậy bạn trai này làm phiền anh một chuyện nhé cố ninh làm nũng nói tay thiếu đình ôm lấy cô thiếu đình nâng cố ninh lên cô choàng tay qua cổ rồi hôn sâu chiếc xe dừng lại tại một quán cà phê cố ninh đứng ngoài xe chồm và hôn thiếu đình đang ngồi ghế lái ăn xong cơm em sẽ gọi điện thoại cho anh anh đừng đi xa quá cố ninh vừa bước đi vừa quay lại dặn dò thiếu đình một lát chúng ta đi xem phim thiếu đình ngồi trên xe mỉm cười nhìn cô từ xa thiếu đình cau mày nhìn cố ninh bắt tay với tư đồ dã trong quán Tư đồ dã đưa thực đơn đến trước mặt Cố Ninh hỏi, tôi gọi ít này, cô xem còn muốn ăn cái gì không? Sở Toàn Phong chống cằm nhìn Tư đồ dã trêu ghẹo nói, nói đến thành phố đê xử lý chuyện gì rất quan trọng, hóa ra đến ăn cơm cùng bạn học Cố Ninh à? Tư đồ dã liếc Sở Toàn Phong, đen mặt giọng nói sắc khí nói, không đủ ăn thì gọi thêm nhiều vào, để chặn cái miệng cậu lại. Sở Toàn Phong xanh mặt hoảng sợ, anh ta gãi gãi cười giả chân, ấy he he, ăn cơm cùng với tôi sao không tính là chuyện quan trọng? Tôi rất khó mời đó nhé. Cố Ninh nháy mắt nói đùa với Sở Toàn Phong, anh ta cũng vui vẻ cười vang tư đồ giã cũng mỉm cười nói cũng không phải dồn hết tâm trí để mời cô đừng có để trong lòng bầu không khí này đến kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được cầm thực đơn cô ninh trầm ngâm nghĩ thầm tư đồ giã thật sự có ý tứ với mình không được cố ninh nói trong lòng ăn xong phải mau chóng rút lui nhớ tới thiếu đình chắc đang tức giận nhìn sang đây cố ninh có chút bất lực nghĩ không thì bình giấm nhà mình sẽ đổ mất ở trong xe lãnh thiếu đình mất kiên nhẫn gõ gõ tay lên vô lăng anh cao có hết mặt mày nhìn chằm chằm đồng hồ nói mới vào có nửa tiếng đồng hồ mà như trôi qua nửa ngày rồi ở bên trong nhà hàng cố ninh bất cẩn làm rớt một chiếc đũa xuống dưới đất ngay lúc cô định cúi người xuống nhặt lên thì có một người phục vụ đã nhanh nhẹn bước tới hỗ trợ cố ninh cô ấy nhẹ nhàng bảo không sao để tôi đột nhiên cố ninh cảm thấy có một ánh mắt ai oán đang ghim chặt vào người mình khiến cho cô ớn lạnh không thôi cố ninh giờ khóc giờ cười thầm nhủ trong lòng người này không phải đợi đến bây giờ chứ lát sau người phục vụ đưa một cây đũa mới cho cố ninh cô ấy lau miệng rồi cười nói với cô ấy cảm ơn tôi ăn no rồi sở toàn phong thấy cô mới ăn có một xíu mà đã no rồi thì liền tò mò cất lời hỏi phái hàm nói cô ăn rất được sao lại chỉ ăn có xíu thế tư đồ dã lên tiếng đề nghị bên cạnh tôi có một người bạn mở dạp chiếu phim nghe nói lên sóng mấy bộ nổi tiếng nếu như cô muốn xem thì có thể miễn phí nói tên của tôi sở toàn phong nhanh chóng tiếp lời tạo điều kiện cho hai người có nhiều thời gian tiếp xúc hơn lão đại trực tiếp đi với cố ninh đi không cần phiền phức như thế đâu nghe vậy tư đồ dã liền lên tiếng mở lời mời cố ninh vừa hay tôi còn chút thời gian cô thấy sao nhận được lời mời đó khiến cho cố ninh lâm vào thế khó xử cô lúng túng đáp tôi đang lúc cố ninh đang khó xử thì đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lúc đó cô ninh vui vẻ nghĩ thầm cứu nguy tới rồi sau đó cô nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe máy cô ninh dịu dàng lên tiếng alo thiếu đình lãnh thiếu đình ân cần hỏi han cố ninh ăn xong chưa anh ở cửa chờ em nghe thấy là giọng của một người đàn ông tư đồ dã liền nhíu mày thăm dò hỏi bạn trai cô cố ninh nhẹ giọng đáp ừm ừm có chút dính người rời một chút là đi tìm tôi a à, cái này sở toàn phong thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống thì lập tức lên tiếng hòa hoãn nói sao tôi chưa từng nghe phái hàm kể cố ninh đứng lên chuẩn bị rời đi cô lên tiếng giải thích yêu nhau cũng được một thời gian rồi gần đây vô cùng ổn định đang chuẩn bị giới thiệu cho mọi người ngày khác có thể cùng ăn cơm nhé nghe vậy tư đồ giã chỉ đành gật đầu đáp ứng nói được nói rồi cô quay người rời đi một cách dứt khoát ở phía sau vẻ mặt của tư đồ giã cực kỳ tối tăm và âm trầm khiến cho sở toàn phong ngồi bên cũng sợ hãi toát hết mồ hôi ra ở bên đây cố ninh đã đi tới xe của lãnh thiếu đình cô vội vàng mở cửa ra rồi nói với anh mau 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 đưa em đi ăn vừa rồi chưa ăn nọ lãnh thiếu đình gác lên vô lăng rừng dương bảo sao không ăn nhiều chút ăn tận nửa tiếng đồng hồ thấy gương mặt của lãnh thiếu đình phụ phịu như vậy cố ninh liền không nhịn kéo banh gương mặt của anh ra rồi vui vẻ cười nói ghen rồi sao sau đó lãnh thiếu đình cũng hết giận dỗi anh khởi động xe lên rồi nói với cố ninh anh thấy em ngồi không yên nữa mới gọi điện thoại cho em làm cái cớ quán ăn đã đặt xong rồi đều là những món em thích nghe vậy cố ninh cũng hào hứng đáp lời vừa rồi tư đồ giã nói gần đây có dạp chiếu phim gần đây có mấy bộ phim hot lắm đợi lát ăn xong cơm mình đi xem nhé ngay khi cố ninh vừa dứt lời lãnh thiếu đình đã nhanh chóng mở ngăn kéo phụ trên ô tô ra anh giơ hai tấm vé xem phim lên đắc ý nói đã chuẩn bị xong rồi thấy vậy cố ninh liền không khỏi nghĩ thầm a à, cái này thật sự là con sâu trong bụng mà nghĩ rồi cô tò mò nhìn vào trong ngăn kéo đó trong đó còn rất nhiều những tấm vé khác nhau đủ mọi thể loại thấy đám đó cố ninh không nhịn được thốt lên vãi cô cầm hết những tấm vé đó lên rồi kinh ngạc hỏi anh mua tất cả vé xem phim của các dạp mở chiếu ngày hôm nay sao sao lại còn có vé của công viên thám hiểm nhà ma thế này lãnh thiếu đình nhướng mày thản nhiên đáp lời anh vẫn chưa đoán được sở thích của em nên đã mua hết em thích cái gì anh chờ em đi Nghe thấy câu nói sặc mùi tình của Lãnh Thiếu Đình như vậy, cô Ninh không khỏi câm nín nói khẽ, lẽ nào đây chính là vô nhân đạo trong truyền thuyết sao? Vào một buổi sáng khác tại sân bay, Lãnh Thiếu Đình đang nũng nịu ôm chặt lấy Cố Ninh, cô lên tiếng hỏi, "Ngày mai cuối tuần có thời gian không?" Lãnh Thiếu Đình nhẹ giọng trả lời cô, "Những lời kiểu thế này ít hỏi thôi, thời gian nghỉ của anh đều dành cho em." Nghe thấy giọng điệu nhõng nhẽo của Lãnh Thiếu Đình như vậy, cô Ninh không nhịn được cười khẽ một tiếng, "Phụt em chỉ nghe đến con trai của mẹ, anh thì coi là gì, bạn gái của bảo bối sao?" Lãnh Thiếu Đình vẫn mặt dày đáp lại ừm không sai. Kết hôn rồi ai sẽ là bảo bối của vợ, rời xa vợ là không sống được, nghe vậy Cố Ninh liền nổi hết da gà, cô yếu ớt nói, thuộc hạ của anh có biết lão đại của họ như thế không? Chợt Cố Ninh nhìn thấy từ xa có một đôi nam nữ mặc đồ du lịch đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Lãnh Thiếu đỉnh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, anh thắc mắc hỏi, sao thế? Cố Ninh nhìn chăm chăm vào hai bọn họ rồi trả lời anh, đó là bác cố Khánh Tường của em, người phụ nữ bên cạnh anh gặp qua rồi đó là thư ký của ông ta. Nhìn thấy hai người có vẻ rất là thân mật như vậy Cố Ninh liền cười khẩy nói, ha xem ra nhà bác sắp có kịch hay để xem rồi nói xong cố ninh cũng không thèm để ý tới hai người kia nữa cô quay sang lãnh thiếu đình nói tiếp chủ đề lúc nãy chưa nói hết đúng rồi chuyện vừa rồi còn chưa nói hết với anh ngày mai đi ăn cơm với em gặp bạn bè em nghe thấy vậy lãnh thiếu đình liền mừng rỡ đáp ứng được hôm sau khi cố ninh đang thong thả bước vào lớp đột nhiên cô nhận ra trong lớp mọi người đang túng tụng lại bàn tán với nhau chuyện gì đó ừm cố ninh không khỏi thắc mắc nghĩ thầm chuyện gì thế bạn trong lớp đang ngồi xung quanh họ ồn ào bàn tán sở toàn phong nói là thật sao đợi lát cố ninh đến tôi phải hỏi cậu ấy tôi cũng nghe lén anh tôi gọi điện mới biết đó cố ninh đi tới gần quăng cái cặp sách lên bàn ngay trước mặt bọn họ để thu hút sự chú ý Cô ninh chống tay lên bàn lên tiếng đề nghị với bọn họ mọi người tối nay mời mọi người ăn cơm nhé tôi dẫn bạn trai đến ra mắt mọi người nghe xong lời nói của cố ninh mọi người đều ngơ ngác ngớ người ra nhìn chằm chằm vào cô lát sau bọn họ mới muộn màng nhận ra vãi lão đại thật sự có người yêu rồi sau khi tan học xong tại khách sạn năm sao đám bạn học của cố ninh vội vàng đi vào đó để diễn kiến người anh rể vừa đi bọn họ vừa oán thầm thầy giáo ngữ văn hôm nay nói nhiều quá tôi mà không dục là thầy ấy dạy thêm nửa tiếng nữa đấy lão trương trước giờ đều như thế tức chết tôi mất đi nhanh lên nhanh lên anh rể nhất định chờ lâu lắm rồi a dịch quay lại nhìn về phía cố ninh đang lề mề tụt lại ở phía sau thắc mắc lên tiếng hỏi sao lại đi chậm thế sở phái hàm nhăn mày kéo lấy áo của cậu ấy dục dã đừng để ý cậu ta nữa gặp anh rể mới là quan trọng nghe thấy những lời này cố ninh liền câm nín bảo hay là người đàn ông đó nhường lại cho các cậu đi bọn họ vội vã gào thét anh rể ngay khi bước tới trước cửa phòng mọi người đều nhanh chóng vọt thẳng vào trong phòng tôi đẩy cậu đẩy gào lên để tôi vào tôi gặp trước anh rể anh rể đâu thế nhưng ngay khi bọn họ bước vào thì trong phòng không một bóng người hoàn toàn vắng tanh cả đám liền đi vào tìm kiếm từng ngóc ngách trong căn phòng để tìm anh rể có người kéo rèm có người tìm trong gầm bàn thậm chí còn có người tìm trong cái bình bông cả bọn ngu ngơ tìm kiếm gọi anh rể anh rể anh rể anh ở đâu rồi chọc cho cố ninh không khỏi phải trầm mặc nghi ngờ nhân sinh mục kha thấy vậy liền châm chọc hỏi không phải là sợ nên không đến đó chứ ngay khi mục kha vừa dứt lời một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng bọn họ tìm tôi sao đó chính là lãnh thiếu đình anh ấy đang thong rong bước tới gần bọn họ cô ninh dịu dàng giới thiệu anh lãnh thiếu đình bạn trai của tôi rồi cô gượng gao quay sang nhìn về phía bọn họ giới thiệu lại với lãnh thiếu đình những người này là đều là lũ bạn của em một lúc sau những món ăn đã được sắp xếp đầy đủ ở trên màn tất cả mọi thứ đều rất hoành tráng và ngon miệng ngồi ở trước người lạ như lãnh thiếu đình cả bọn đều không khỏi câu nệ ngượng nghịu thấy vậy lãnh thiếu đình liền lên tiếng mở lời trước mọi người không cần lo lắng tôi không khó tiếp xúc vậy đâu nghe được những lời này sở phái hàm liền sung phong mở lời trước cô hào hứng nói anh rể giới thiệu bản thân đi có nhà có xe có tiền tiết kiệm không bố mẹ có dễ sống chung không có mối tình đầu khó quên không cố ninh nghe vậy liền nhăn mày che mặt nói khẽ với sở phái hàm cậu đang xem mắt đó à phái hàm còn bên này lãnh thiếu đình vẫn cực kỳ nghiêm túc trả lời câu hỏi của sở phái hàm xe đang đỗ ở bên ngoài có thể nhìn thấy nhà tứ hợp viện ở trung tâm thủ đô tiền tiết kiệm không nhớ rõ bố mẹ rất dễ sống chung ninh ninh là mối tình đầu của tôi nghe thấy câu trả lời hoàn mỹ như vậy cả bọn không khỏi kinh ngạc cảm thán đẹp trai như thế mà chưa từng yêu đương sao vậy mới xứng với ninh ninh nhà tứ hợp viện ở trung tâm thủ đô cũng phải đến chín con số ấy anh rể thật là giàu đó nói rồi hách nhiên nhanh chóng gắp một miếng đồ ăn lên nịnh nọt mời lãnh thiếu đình nào anh rể ăn miếng cá nhưng ngay tức khắc cố ninh đã nhanh nhẹn đập lấy đôi đũa của cậu ta cô gắp đi miếng đồ ăn nó rồi nhẹ giọng giải thích anh ấy dị ứng với hải sản nghe vậy lãnh thiếu đình liền hạ mắt dịu dàng nhìn cố ninh bong bóng màu hồng tình yêu giữa hai người đang tỏa ra rào rạt khiến cho cả bọn đều tròn mắt hâm mộ nói qua ngọt ngào quá ánh mắt của anh rể thật chiều chuộng sở phái hàm hào hứng lên tiếng đề nghị với cả đám lần đầu tiên gặp anh rể chỉ ăn một tăng không đủ hay là ăn xong chúng ta đến câu lạc bộ hoàng gia xem đấu boxing đi muộn thế này rồi còn vé của tối nay không mấy bạn học còn lại lo lắng nói nghe tới đây sở phái hàm thầm lo lắng trong lòng hoàng gia là sản nghiệp của anh tư đồ có thể nhờ mối quan hệ của anh trai để lấy vé nhưng sẽ bại lộ thân phận mất trong lúc sở phái hàm còn không biết phải xử lý như thế nào thì lãnh thiếu đỉnh đã cất tiếng đề nghị vừa hay tôi đã đặt chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên mã quy giờ gửi cho mọi người sẽ có người dẫn mọi người vào thật sự trùng hợp thế sao cô ninh nhớ mày nhìn anh cười nói lãnh thiếu đình liền đắc ý cười thầm bảo đây là căn bản để hẹn hò với em hơn nữa lần này gặp bạn bè em thấy có vé tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng túng tụng lại gần lãnh thiếu đình cả bọn lưu diếu nói anh rể thật giỏi gửi mã quy giờ cho tôi nhé lập một nhóm lập một nhóm Cô ninh thấy mọi người nhanh như vậy đã ở chung hòa thuận với lãnh thiếu đình thì liền thầm cảm thán trong lòng tên này cũng quá hiểu mua chuộc lòng người đi không khí náo nhiệt ồn ào trước cửa cửa lúc bên trong cũng tấp nập người hách nhiên vui vẻ ngồi xuống nói hôm nay thật sự quá náo nhiệt tuyển thủ bossin này có lại lịch thế nào sở phái hàm xua tay nói nhân vật mới trong làng nghề nghe nói hôm nay không ít người đặt cược đang bàn bạc thì nhân viên cầm một cái hộp tới trước mặt đám người hách nhiên sở phái hàm nói trận chiến hôm nay kịch liệt giám đốc đặc biệt một hoạt động nhỏ trước khi trận đấu bắt đầu cho mọi người các vị có muốn thử không sở phái hàm sờ tay lên hộp hỏi ô hoạt động gì thế anh nhân viên trả lời Hôm nay có một giải nhất miễn phí tiền 5 giải nhì chi phí tiêu dùng 10 ngàn tệ 20 giải 3 chi phí tiêu dùng 5 ngàn. Còn có rất nhiều giải thưởng khác tuyệt đối không để mọi người tay không trở về. Sở phái hàm sáng mắt nhìn hộp thăm ngưỡng mộ nghĩ, anh tư đồ chơi lớn nhé, hách nhiên xoa xoa tay nói, để tôi, để tôi. Hách nhiên bỏ tay vô bốc thăm mò mần nói, tờ này không được không được không có cảm giác của giải nhất, người bên cạnh cũng bắt đầu dục cậu có được không đó. Cố ninh lúc này nhìn xuyên vô hộp chỉ điểm, mò sang bên trái tí, ngộ ngỡ ở trong góc đấy. Hách nhiên nghe vậy mò qua bốc lên đúng là tấm thẻ vàng thì la lớn, vãi thật này cả bọn nhìn sang cô khen lão đại thật sự giỏi quái lão đại uy vũ cô ninh uống ngụm trà nói thao tác cơ bản sau đó hách nhiên đưa thẻ vàng lên nói lớn các anh em uống tẹt ga đi tối nay hách tổng đãi lãnh thiếu đình nhìn qua cười nói giữ lại đi hôm nay cứ chơi tự nhiên tôi thanh toán phần thưởng mọi người giữ lại cho lần sau mọi người nghe xong cùng tung hô anh rể uy vũ anh rể thật giàu cô ninh đặt tay lên mặt lắc lắc đầu nói xem ra địa vị của em không giữ được rồi đột nhiên ánh đèn sân khấu sáng rực lên trên sân đấu xuất hiện hai đấu thủ rồi mc nói các vị quan khách kính mến các bạn thân ái chào buổi tối chào mừng mọi người đến với hoàng gia trận đấu tối nay vô cùng đặc sắc rồi mc giới thiệu hai tuyển thủ tiếp theo xin giới thiệu tân tú đường chỉ sở phái hàm nhìn qua hỏi hách nhiên cậu cực ai tôi chuẩn bị cược cho người bên trái hách nhiên cũng trả lời tôi cũng chọn cô ấy tân tú gì đó nhìn trông quá mềm yếu rồi tuyển thủ vô thế chuẩn bị đánh nhau hai người sau đó bắt đầu đánh nhau trong tiếng hò reo bên dưới người này đánh người kia né trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra gây cấn tân tú đấm không được chuyển sang chân đá đường trì thay thế bắt lại sở phái hàm lẫn hách nhiên và những người xung quanh đồng loạt bất ngờ vãi chuyện gì thế cố ninh góp ý một câu đường trì thắng rồi sở phái hàm nghe vậy hỏi sao cậu biết cậu cực đường trì sao rồi nói cố ninh vãi không phải bất hợp pháp chứ cố ninh cứng giọng liền nói tôi không cực cũng chẳng quen cô ấy bất hợp pháp cái gì sở phái hàm nghe vậy nghi hoặc hỏi lại vậy sao cậu biết cô ấy sẽ thắng có lẽ chỉ là tạm thời chiếm thế thượng phong cố ninh cười nhìn bên dưới nói không tin cậu xem. Đường Trì sau đó đấm một cú vào mặt đối thủ, khiến Tân Tú gục ngã ngay tại chỗ. Trọng tài sau khi đếm số xong tuyên bố, người thắng Đường Trì. Sở phái Hàm như không tin nói, sao sao có thể chứ? Cố Ninh giải thích, tố chất thân thể của cô ấy tốt hơn người kia nhiều kỹ thuật chiến đấu cũng không tầm thường, không thể nhìn vẻ bề ngoài. Sau đó Hách Nhiên lẫn Sở phái Hàm cắn răng khóc, toi rồi thua thảm hại rồi. Cố Ninh nhìn qua vô tình thấy xuyên thấu phòng bên cạnh, ừm. Thấy một người quen, Lạc Chính Vũ, nhớ lại lúc trước có gặp trong bữa tiệc đi chung với bác sĩ đó không phải bạn trai của bác sĩ an sao nhìn lạc chính vũ ngồi giữa hai cô gái cố ninh nghĩ bên đó hình như không đúng lắm phòng bên cạnh có cô gái đứng ngay cửa nói vọng ra lạc tổng uống rượu nào lạc chính vũ vừa đi vừa trả lời tôi đi nhà vệ sinh cô gái đó vẫn dựa cửa nhìn theo lạc chính vũ rồi cô ta cười một cái thả một viên thuốc vô ly rượu trên tay viên thuốc thả vào rượu bắt đầu sủi bọt tan ra cô gái đó lắc lắc ly rượu quay người đi lại vô phòng cố ninh lẫn lãnh thiếu đình thấy chuyện vừa xảy ra cô đứng lên nói với thiếu đình em đi nhà vệ sinh đám bạn của cố ninh thấy vậy bàn tán anh thấy vậy đứng dậy nói anh đi cùng em đi vệ sinh cũng dính thế sao thật đúng là dính như keo tình cảm này ai thấy cũng phải khen một tiếng cố ninh quay lại hỏi anh anh cũng thấy rồi sao thiếu đình trả lời ừm rồi anh nói thêm thủ đoạn hạ độc anh thấy nhiều rồi anh đi bảo vệ cho em em muốn chơi thế nào thì chơi thế đó cố ninh nghe vậy cười một cái rồi đá mạnh cánh cửa đi vào người bên trong thấy cô thì quát cô là ai ra ngoài thần kinh à bảo vệ đâu gọi bảo vệ qua đây thiếu đình cũng bước vào cả hai người đầy sắc khí nhìn cả căn phòng khiến ai cũng sợ hãi rồi cố ninh đi tới trước mặt cô gái bỏ thuốc ban nãy nói người đẹp để ý cô lâu lắm rồi uống một chén không cô ta hỏi cố ninh cô là ai có tư cách gì uống rượu với tôi lúc này lạc chính vũ cũng đi vệ sinh và thấy cô hỏi cố tiểu thư chuyện này là sao đây cố ninh không trả lời chỉ cầm ly rượu lên nói chuyện nhỏ rồi đưa qua cho cô gái nãy nói chỉ là muốn xem người đẹp có dám uống cốc rượu này hay không cô gái đó đẩy ly rượu ra chạy về hướng lạc chính vũ nói lạc tổng người phụ nữ này là ai mau gọi bảo vệ kéo cô ta ra ngoài xong cô ta dựa sát vào người lạc chính vũ nói nhỏ lạc tổng hơn nữa cốc này là của anh lạc chính vũ thấy cô ta dựa thì tránh xa rồi đi về hướng cố ninh nói cố tiểu thư là bạn của tôi không phiền nghe cô ấy nói trước xem sao cố ninh cũng không che giấu nói ra sự thật trong rượu có hạ thuốc đúng không không thừa nhận cũng không sao uống rồi tôi sẽ tin cô cô ta bắt đầu sợ hãi nói lớn lạc tổng cứu tôi người phụ nữ này đi rồi có một người tới đây tay lên vai lạc chính vũ khuyên can lạc tổng hay là chuyện này thôi đi cô ấy cũng là một cô gái chưa kịp nói xong cố ninh đã đổ hết ly rượu vào miệng cô gái kia sau đó bỏ tay ra khỏi người khiến cô ta trượt ngồi xuống sàn mặt cô gái bắt đầu đỏ ửng lên nhanh chóng lạc chính vũ thấy thế lập tức bật dậy đây rồi quay lại hét vô mặt người phía sau tôi coi cậu là bạn mới đến giải vây cho cậu cậu lại tính kế như thế với tôi người kia cũng giải thích cô ấy luôn ngưỡng mộ anh anh biết tôi thích cô ấy lâu lắm rồi chỉ muốn làm bạn thôi tôi cũng không ngờ cô ấy lại làm như thế cô gái kia người bắt đầu phát tác thuốc tới gần kéo áo nhân viên phục vụ nói thuốc có hiệu lực rồi tôi cần đàn ông nhân viên phục vụ sợ hãi lùi ra cô gái kia cũng với tới nói đừng chạy mà tiểu ca ca đến đây đi cô Ninh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người dưới đất nói nếu đã như thế cũng đừng lãng phí chỗ thuốc này rồi quay qua lạc chính vũ chỉ ra ngoài đi thôi lạc tổng qua chỗ tôi ngồi đi lạc chính vũ trả lời được mọi người ra ngoài vẫn thấy cô gái đó đang nói đến đây rồi đóng cửa cái rầm người khuyên can ban nãy thấy cảnh này cũng sợ hãi nói Trần Mộng Kỳ mà tôi thích cư nhiên đối khát như thế đói khát đến độ không cần chọn người luôn từ trong căn phòng truyền ra những tiếng kêu ám muội hai nhân viên đi qua một người tò mò hỏi chuyện gì thế có cần báo cảnh sát không người kia liền trả lời cậu mới đến không hiểu ông chủ của chúng ta là tư đồ giã kiểu thế này chỉ cần bên trên không nói gì thì không cần quan tâm đợi lát nữa dọn dẹp sạch sẽ là được nghe xong nhân viên hỏi cũng phớt lờ rồi trả lời ồ ồ. đêm đã khuya nhưng ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt mọi người lên xe về quay qua chào nhau ngày mai gặp nhé gặp lại ở trường nhé cô ninh thấy hách nhiên sở phái hàm và mọi người đi về thì tự lẩm bẩm người trẻ tuổi thật sự có thể vui chơi náo loạn ghê thiếu đình nghe vậy quay qua cho đùa cô em nói những lời đó cũng quá già dặn rồi đấy không biết còn tưởng em là trưởng bối của họ cô quay qua hỏi lại sao lại không phải chứ rồi nghĩ trong đầu ở kiếp trước họ đều phải gọi mình là chị thiếu đình không trả lời cô chỉ nói hôm nay chờ thêm chút nữa đi mai anh phải nhận nhiệm vụ rồi nghe xong cô bất giác giật mình đột nhiên vậy sao xe dừng lại dưới chân cây cầu nào đó thiếu đình quay qua xoa mặt cố ninh nói xin lỗi anh nên ở cạnh em nhiều hơn." Cố Ninh cũng cầm lại tay anh an ủi, "Em hiểu mà, những ngày tháng sau này còn dài lắm." Anh nghe xong sắp tới gần cô hỏi, "Vậy không nhớ anh một chút nào sao?" Rồi cô trả lời, "Nhớ chứ, vậy không thì." Bây giờ hôn một cái, vừa nói xong hai người đã hôn nhau. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Thiếu Đình từ từ ôm ra sau eo Cố Ninh. Mặt anh càng ngày càng đỏ lên. Rồi anh tách cô ra nói, "Không thể tiếp tục nữa." Cố Ninh đỏ mặt cố tình trêu chọc, "Em vẫn chịu được mà." xem ra người nào đó không được rồi anh nghe vậy lúng ta lúng túng hỏi em nói anh không được cố ninh trùng tới nâng mặt anh lên ừm anh sợ không nhịn được quay mặt qua chỗ khác nói coi như em lợi hại sau này anh tuyệt đối sẽ không tha cho em sáng hôm sau tại trường học cố ninh nhận được một cuộc điện thoại chu chính hoành báo cáo với cô cô chủ tối qua cửa hàng có người đến làm loạn trạc xuyên hậu nói là thiệu bình phái đến chú cảm thấy không đơn giản như thế cố ninh ung dung trả lời phỉ sắc mỹ nhân phát triển không ngừng không chỉ có thiệu bình đỏ mắt rất nhiều người đang nhòm ngó Gần đây cháu đang bận việc của Hồng Vận không có thời gian sang bên chú. Nghe đến đây Chu Chính Hoành hỏi lại, Hồng Vận chủ nghe nói rồi có phải cái công ty gây phiền phức cho Thịnh Hoa, Cố Ninh cũng không kiêng rẻ trả lời, đúng rồi cháu đang thu thập rất nhiều chứng cứ phạm tội của ông chủ Hồng Vận, phải khiến cho Hồng Vận lay động cũng là cơ hội tốt để cháu thu mua. Hơn nữa, đang nói thì Cố Ninh phát hiện ra gì không đúng? Ừm. Cô tắt điện thoại nhìn xuyên thấu xem có chuyện gì, đó là Cố Ninh phát hiện ra người đang bị ức hiếp hoảng sợ là chị An Thiến. Bên trong có rất nhiều người và cả cô gái chúc thúc hôm qua cũng ở đó nói mấy người cứ chơi nhiệt tình đi trần mộng kỳ tỏ ra vẻ mặt độc ác chỉ vào an thiến cười nói để cho lạc chính vũ nhìn thấy người phụ nữ của mình trở thành con điếm của nhiều người cố ninh thấy vậy lập tức chạy tới chỗ đó đoán trong đầu không ổn người phụ nữ hạ thuốc đó muốn hại chị an thiến bên ngoài tòa nhà bỏ hoang không có một ai những tên giang hồ dùng ánh mắt đáng sợ nhìn an thiến an thiến sợ hãi hét lên mấy người đừng qua đây tôi đã báo cảnh sát rồi một người trong mấy tên giang hồ dẫn giữ lên đá điện thoại đi nói còn muốn bắn tin à Bọn họ bắt đầu chia ra người giữ An Thiến lại có người đứng trước mặt nở nụ cười gian xảo nói, "Hôm nay ông đây khiến cho em hưởng thụ tới bến." Trần Mộng Kỳ cầm máy ảnh lên cười độc ác ha ha ha. Rồi chuẩn bị vừa quay An Thiến vừa nói, "Lạc Chính Vũ anh hủy sự trong sạch của tôi, bây giờ tôi cũng hủy đi người phụ nữ mà anh yêu nhất." Những tên giang hồ bắt đầu xé quần áo của An Thiến còn Trần Mộng Kỳ thì đứng quay hả hê nói, "Lạc Chính Vũ kịch hay sắp đến rồi." Trong một thứ gì đó làm vỡ cửa kính phía sau khiến cô ta giật mình. Những người đó cũng dừng việc mình đang làm lại bảo, "Có người chưa để cho chúng kịp suy nghĩ những tiếng vỡ cửa sổ liên tiếp vàng lên choang choang mảnh vỡ thủy tinh bắn vô tung tóe khiến chúng phải lùi lại che thân mấy tên giang hồ tay vẫn nắm đầu an thiến la lên bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu người chúng ta té thôi bọn chúng đông người quá bọn chúng đang tính chạy thì trần mông kỳ ngăn lại nói mấy người nhận được tiền của tôi không được đi chúng ta đổi vị trí khác lúc này cố ninh đu dây thừng vô căn nhà đáp xuống bằng một cú đá mạnh vô mặt trần mộng kỳ người đã lên kế hoạch độc ác này cú đá làm cô ta ngã lăn ra sau la lên ai ra An Thiến thấy cô thì vui mừng la lên, "Cố Ninh, cô Ninh tận dụng cọng dây thường khi nãy quăng tới chỗ bọn họ." Trần Mộng Kỳ xoa chỗ bị đá chỉ hướng cô nói, "Chỉ một mình cô ta, cô ta vừa rồi đang phô trương thành thế." Những tên giang hồ bắt đầu xông lên, Cố Ninh cũng đánh trả lại. Cô nhanh nhẹ luồn lách qua những tên giang hồ đó để dây quấn chân chúng. Đang di chuyển thì có một tên xông lên giơ nắm đấm lên hướng cô la, "Muốn chết!" Cô Ninh thấy vậy chống một tay xuống, hướng về hạ bộ của tên đó đá một cú đau điếng khiến hắn thốt lên, "Ai da, chuẩn bị té thì vấp thêm những cọng dây thường được quấn quanh chân sau đó cố ninh đứng bên cạnh an thiến dùng sức kéo dây làm cho cả đám bị mất đà mà ngã đau đến nỗi hết ai ra ôi trần mộng kỳ thấy vậy âm thầm lụng một que củi nói đáng chết sau đó đứng dậy chạy đến sau cố ninh vừa la vừa đưa tay chuẩn bị đánh tối qua không phải vì cô tôi cũng sẽ không bị hủy sự trong sạch cố ninh phát giác được nhanh nhẹn tránh qua trái rồi tránh qua phải nói tự cô hạ thuốc đàn ông cũng là tự cô tìm liên quan quái gì đến cô đang dây dưa thì có chiếc xe dừng lại sau lưng trần mộng kỳ thì ra là xe cảnh sát tới hôm mọi người bỏ vũ khí xuống cùng với lạc chính vũ cũng chạy tới an thiến thiên thế an thiến thấy chính vũ thì cảm động đến rơi nước mắt gọi tên chính vũ lạc chính vũ thấy cô vậy thì an ủi cô anh nhìn thấy tin nhắn của em gửi lập tức đến đây luôn không sao là tốt không sao là tốt trần mộng kỳ bị cảnh sát bắt nước mắt rơi nhưng vẫn la lớn thả tôi ra cảnh sát cũng chỉ giải thích còn những người cố ý gây thương tích cho người khác cô còn muốn chạy đi đâu lạc chính vũ thấy an thiến vậy tức giận quay qua quát tôi qua ở câu lạc bộ hoàng gia cô hạ thuộc tôi vốn dĩ tôi đã không muốn truy cứu Bây giờ xem ra phải gộp lại mà xử lý thôi." Cảnh sát nói, "Dẫn đi." Trần Mộng Kỳ vẫn ngoan cố giải thích, "Thả tôi ra tôi mới là người bị hại." Sau đó Lạc Chính Vũ lo lắng ôm An Thiến lên, "Anh dẫn em đến bệnh viện." Đang đi An Thiến nói, "Chờ đã." Rồi nói, "May mà Cố Ninh đến đúng lúc em có bị thương không? Đến bệnh viện kiểm tra với chị đi." Cố Ninh cười trả lời, "Em không sao." Lạc Chính Vũ lúc này cũng quay qua Cố Ninh nói, "Cảm ơn em đã xuất thủ cứu giúp lần nữa, Lạc Thị nhất định sẽ cảm tạ thật lớn." Sáng hôm sau tại trường học, Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm, phù may cũng đến kịp cô nhớ lại lạc chính vũ cứ muốn cảm ơn mình rằng con nửa ngày trời khiến mình suýt nữa lỡ giờ thi mục kha đi tới bàn cô khen giỏi quá nửa tiếng đã làm xong rồi ngày mùng 6 năm mới có thời gian không ừm sao thế tô an nhã muốn mời chúng ta đến dự sinh nhật của cô ấy cô ấy biết cậu bận đặc biệt bảo tôi hẹn trước thời gian với cậu cô ninh liền đồng ý tôi đương nhiên sẽ đi khi đó cô thầm nghĩ tuy rằng sắp kín lịch nghỉ đông rồi nhưng vì bạn bè mà rảnh rỗi một ngày cũng được chẳng mấy chốc đã đến tối tại phòng đọc sách cố ninh nhắn tin cho tảng băng lớn anh đang làm gì thế cô chưa thấy phản hồi liền nghĩ chắc là anh ấy bận cô cho rằng cuối năm rồi ai mà chẳng bận rộn chứ cố ninh tiếp tục làm việc cho đến một tiếng sau vừa đọc báo cáo tài chính cô vừa đánh giá lợi nhuận của công ty vật liệu xây dựng húc nhật với cửa hàng châu báu phỉ sắc mỹ nhân rất tốt nhưng dựa vào những tài sản này vẫn chưa đủ thâu tóm được hồng vận các cựu đá kiếm tiền nhanh nhưng bất luận đến cửa hàng bán luôn hoặc là mua về cắt được phỉ thúy ra rồi bán đều phiền phức hết cũng rất dễ khiến người ta chú ý nhất định phải thành lập công ty cung ứng phỉ thúy mới có thể giải quyết những phiền phức này bỗng điện thoại gieo lên liên hồi đầu dây bên kia là lãnh thiếu đình thông báo alo ninh ninh anh vừa mới huấn luyện cho nên không thấy tin nhắn của em cố ninh nghe vậy thắc mắc anh ấy đang khẩn trương sao thiếu đình an ủi em đừng tức giận nhé hết bận đợt này anh sẽ tìm em cố ninh vui vẻ nói thiếu đình em không có tức giận ngược lại nếu như lâu quá không nhận được tin tức của anh em sẽ lo lắng em không muốn anh bị thương cô nghiêm túc nói tiếp thiếu đình nghe vậy vô cùng bất ngờ anh hồ hởi hứa em yên tâm anh hứa sẽ bình an trở về gặp em cô ninh nhắc nhở trước khi đến nhớ gọi điện thoại cho em nhé không cần bất ngờ mấy ngày nữa em phải đi thành phố đằng cá cược đá chưa rõ ngày về thiếu đình ngọt ngào tuân lệnh đám cấp dưới phía xa to nhỏ bàn tán xảy ra chuyện gì thế lão đại gấp gáp như thế ra ngoài nghe điện thoại cười dịu dàng ghê lẽ nào lão đại yêu đương sao nói xong anh liền cúc máy thái độ lạnh lùng làm đóng băng cả một bầu không khí nóng này hôm sau cố ninh đang ngồi ở sảnh đọc sách ông chú ngồi cạnh thấy cô đọc sách cược đá liền chú ý rồi lên tiếng hỏi cô gái nhỏ cư nhiên xem cá cược đá sao đứa cháu thiểu âm ngồi cạnh chế diễu hứ giả thần giả quỷ ông nặt nó im miệng ông thiện trí xin lỗi cháu gái ông không hiểu chuyện mong cháu đừng để ý cố ninh nhàn nhạt, nhạt đáp lại không sao không nên cãi nhau với kẻ không biết thiểu âm đánh đá phản bác lại cháu nói cũng có sai đâu mà chị ta chỉ là một nữ sinh biết cái gì về cá cược đá cháu chỉ không thích kiểu người giả vờ giỏi giang ông quát nạt thiểu âm nếu cháu không nghe lời sau này ông sẽ không dẫn cháu ra ngoài nữa, cô bé năn nỉ. Ông ơi, cô Ninh chế nhạo. Ha, à, đại tiểu thư nhà họ Trương, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Thiều Âm thắc mắc. Ấy, sao chị biết tôi họ Đường? Nói rõ ràng cho tôi. Cô bèn giải thích, cháu đã có nhiều cá cược đá. Nếu như cháu không đoán nhầm, ông chính là một trong ba thương nghiệp khai thác nguyên liệu thô của thành phố Đằng. Gia chủ Trương gia, Trương Đắc Thành. Ông Đắc Thành khen ngợi. Cô gái nhỏ có kinh nghiệm tỉ mỉ phết, xem ra cháu cá cược đá không phải chỉ đơn giản là trò đùa. Bỗng ông ho dữ dội. Thiều Âm bên cạnh lo lắng, "Ông ơi." Cố Ninh suy đoán, ông đây là, Thiều Âm liền giang tay bảo vệ ông, "Chị muốn làm cái gì?" Trương Đắc Thành khua tay bảo, "Ông không sao bệnh cũ thôi." Cố Ninh ngỏ ý, "Cháu hiểu biết y thuật, nếu như cần giúp đỡ." Thiều Âm liền ngăn cản, "Không cần, chị tránh ra." Trương lão ra tức giận quay sang mắng cô cháu gái đang chắn trước mặt của mình, "Thiều Âm, càng ngày càng không có giáo dục, bình thường ông dạy cháu thế, làm cô bé đen mặt." Cố Ninh không so đo với cô nhóc, đối với Trương lão ra nói, "Ông cũng đến thành phố Đằng a à đợi lát nữa hạ cánh nếu tiện thì cháu có thể xem giúp ông cô nhóc thiểu âm vẫn luôn hầm hè nhìn chằm chằm cố ninh trương lão ra nghe vậy thì gật đầu vui vẻ nói được thôi người trẻ tuổi hiểu chuyện bây giờ nhiều quá đi tuy bên ngoài nói như vậy nhưng trương lão ra vốn không tin cô có thể chữa bệnh cho mình trong lòng thầm nghĩ người trẻ tuổi dù sao chưa nhìn qua thế giới hiểu được gia lông rất dễ tự mãn không nên ôm kỳ vọng cố ninh nhếch môi cười trong lòng cũng có tính toán riêng của mình trương gia nắm trong tay nguồn hàng nguyên liệu thô lớn nhất nếu như mình có thể chữa trị khỏi bệnh sẽ có cơ hội có được chuỗi cung ứng này Đám người đã tới sân bay thành phố Đằng, ở đây rất ồn ào náo nhiệt. Cô Ninh sải bước đi phía trước ông cháu Trương gia phát ra âm thanh cục cục, đi trước cô có một lão gia tử tóc bạc đồ đạc trên người cực kỳ sang quý vừa nhìn liền biết là người làm ăn có tiền, bên cạnh còn có mấy người bảo tiêu. Đột nhiên ông lão phía trước ôm lấy trái tim phát ra một tiếng hự, trên mặt khó chịu có vẻ cực kỳ đau đớn làm mấy người bảo tiêu phía sau giật mình. Ông lão ngã xuống đất, đám bảo tiêu hoảng loạn hét lên, lão gia phát bệnh rồi mau lấy thuốc, một người đàn ông khác cầm dương hành lý vội vàng chạy đến có vẻ đây là người chịu trách nhiệm giữ thuốc khung cảnh lúc này cực kỳ hỗn loạn cô ninh đi phía sau bị dọa cho giật mình cô tiến lên đấy mấy người bảo tiêu bao vây ông lão đang đau đớn trên mặt đất ra lạnh lùng nói tôi có kinh nghiệm cấp cứu để tôi xem nào đột nhiên có một cô gái lạ xuất hiện đẩy bọn họ ra tiến đến gần lão ra nhà mình khiến đám bảo tiêu nhao nhao hét lên người nào đó tránh ra cô ninh không quan tâm người xung quanh nói gì cô chỉ chuyên tâm ấn ngược sơ cứu cho ông lão nằm dưới đất trong lòng thầm phán đoán tình hình đây là bệnh cấp tính đợi xe cứu hộ đến thì người xong luôn rồi cô đen mặt cau mày lạnh lùng liếc nhìn đám người đang ồn ào ở phía sau nói không muốn ông ấy chết thì im mồm ánh mắt lạnh lùng làm cả đám người giật mình mọi người ở đó ngơ ngác đứng nhìn cô sơ cứu cho ông lão Cô ninh vạch mắt ông lão ra cố gắng giúp ông tỉnh táo hết lớn cố gắng duy trì sự tỉnh táo có thể nghe thấy lời cháu nói không trong cơn đau đớn ông lão nhìn thấy hình bóng mờ mờ của cố ninh hình bóng của cô chồng chéo lên hình bóng của người đàn ông nào đó hai người giống nhau đến bảy tám phần ông thì thào gọi vân vân phàm cố ninh nghe thấy ông gọi nghĩ rằng không ổn rồi ông ấy bắt đầu nói linh tinh rồi nên cô đành vận dụng linh lực vù vù truyền vào cơ thể ông lão linh lực từ trong lòng bàn tay cô truyền vào cơ thể ông lão đang nằm dưới đất ông lão phát ra một chút âm thanh ô dần dần mở mắt tỉnh lại đám bảo tiêu thấy lão ra nhà mình đã tỉnh lại nhao nhao bao vây lên đỡ ông tỉnh rồi tỉnh rồi tốt quá rồi không sao rồi trương lão ra chứng kiến tất cả không khỏi bật ngón tay cái tán thưởng cố ninh sẵn tiện nhiều và cô giỏi quá cô gái cháu thật sự biết chữa bệnh có thể xem giúp ông không cố ninh chỉ chỉ nơi này nói chỗ này nhiều người vẫn mong trương lão tìm một nơi thanh tịnh cháu sẽ xem cho ông trương lão ra vui vẻ trả lời ông lão tóc bạc vừa được cố ninh chữa bệnh nhìn theo bóng lưng rời đi của cô nói với bảo tiêu của mình điều tra cô gái đó cô bé đó thật sự quá giống bảo tiêu nghe ông nói vậy thì hỏi lại ngài nói cô ấy giống nhị thiếu gia đại viện của nhà họ trương được trang trí rất có phong cách ở đây cũng cực kỳ ồn ào náo nhiệt cố ninh vừa đi theo ông cháu nhà họ trương vừa đánh giá xung quanh trong lòng thầm cảm thán đại viện của nhà học trương quả nhiên danh bất hư truyền thành phố g so với ở đây chẳng khác gì trẻ con so với người lớn bỗng nhiên trương lão gia đang đi phía trước bắt đầu ho dữ dội cụ 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 cô nhóc thiểu âm thấy ông của mình đột nhiên ôm miệng ho dữ dội thì lo lắng gọi ông ơi người trương gia nghe động tĩnh cũng vội vàng chạy ra quan tâm sao rồi lão ra bệnh cũ lại tái phát sao thiểu âm bị ông phát bệnh dọa cho sợ hãi sắp khóc tới nơi nghiêm trọng hơn lần trước mau chóng gọi bác sĩ chuyên dụng đến chợt lúc này hai ngón tay nhỏ xinh đặt lên mạch đập của trương lão ra cô bình tĩnh nói ra mọi thứ bệnh cũ chưa trị khỏi những năm gần đây lại hao tổn tâm lực bên trong có khoảng trống cả ngày ho không ngừng cảnh báo được quỵ kê ở bên trái của cơ thể cháu nói đúng không từng câu từng chữ cô nói đều chính xác làm trương lão gia cũng phải giật mình ba người nhà họ trương ngơ ngác nhìn cô không hiểu từ đâu mà cô lại biết rõ như thế trương lão gia nói không sai một chữ cố ninh lấy ra một lọ thuốc màu xanh đặt vào tay trương lão gia cô còn dặn dò ông mỗi ngày một viên tình hình bệnh sẽ ngày càng được cải thiện cô nhóc thiểu âm ngay từ vốn dĩ đã không tin cô lúc này thấy cố ninh đưa thuốc không biết nguồn gốc từ đâu cho ông của mình thì nhịn không được lên tiếng ông tôi đi khám bác sĩ có tiếng không rõ nhất thì cũng giỏi nhì dựa vào cái gì mà tin là của một đứa nhỏ như cô lúc này người nhà họ trương đã mang cả nước đến lão gia nước cố ninh một bên buông lời trêu chọc cô bé bên âm thầm vận dụng linh lực lên người trương lão gia em không phải cũng là đứa nhỏ sao sự hoài nghi của em chị cũng chẳng muốn nghe cô bé bướng bĩnh hử một tiếng sau khi được cố ninh độ linh lực cho trương lão gia nhẹ nhàng thở ra một chữ a sau đó ông cực kỳ vui vẻ duỗi bàn tay vốn đã không thể duỗi như bình thường từ lâu cảm thán ừm thần kỳ thần kỳ tay của tôi không còn tê như trước rồi thiểu âm thấy ông của mình đã hồi phục thì cực kỳ hưng phấn hỏi ông ơi tay trái của ông có thể co duỗi như ý muốn rồi sao trương lão gia xúc động tới nổi sắp bay lên trời hét lên tôi thật sự phải cảm ơn bạn nhỏ đó rồi người của trương gia cũng cực kỳ hưng phấn thật sự thần kỳ cố ninh thì đang bận xem xét đám nguyên liệu thô rồi cô nhìn đám đá thô nhưng bên trong sẽ chứa đầy những thứ lấp lánh ánh sáng ở trước mắt trong lòng thầm khen ngợi không hổ là ánh mắt của trương lão chỗ nguyên liệu thô này sẽ có rất nhiều cho cái tốt trương lão gia vui vẻ khi đã được chữa khỏi bệnh ông chắp tay cảm ơn cô nói bạn nhỏ hôm nay sự giúp đỡ của cháu ông không thể nào quên sau này ở thành phố đằng có chỗ nào cháu cần ông nhất định sẽ giúp đỡ cô nghe trương lão nói vậy thì cũng không khách khí chỉ vào đám vật liệu thô bên cạnh nói vậy thì cháu nói thật luôn cháu có một cửa hàng châu báu cần gấp một lượng lớn nguyên liệu thô đây cũng là mục đích lần này của cháu trương lão bị lời nói của cô làm kinh ngạc trương lão ra nghe vậy thì cực kỳ hào phóng vung tay nói chỗ này cháu đều thấy rồi đó thích thì cứ chọn thoải mái ông sẽ để cho cháu ra ưu đãi cô cháu gái thiểu âm bị ông của mình bỏ quên nãy giờ chống tay giận dỗi gọi ông ông hôm nay ông hứa đi xem vòng tay đó nhóc con quay mặt đi kiêu ngạo nói ông không đi cháu đi trước đây người trương gia thấy thiếu âm đã đi ra cửa thì vội vàng gọi cô bé này a à, âm gần đây kẻ buôn người nhiều cháu đừng ra ngoài một mình cố ninh hơi nghi hoặc hỏi buôn người chị an trong nước vẫn luôn tốt mà trương lão biết lần đầu tiên cô đến đây nên cũng giải thích cho cô biết cậu ấy không nói đùa đâu thành phố đằng tuy có danh về đá quý nhưng chỗ biên giới buôn bán người rất nhiều bạn nhỏ phải cẩn thận đó cô nghe vậy thì cảm ơn trương lão ra sau đó cũng định rời đi cảm ơn lời nhắc nhở của ông cháu về khách sạn để đồ đã chuyện nguyên liệu thô có thời gian nhất định sẽ đến tìm ông Trương lão thấy vậy thì vội vàng giữ cô lại, ăn cơm rồi hãng đi. Đám người Trương lão tiễn cô ra xe. Bên trong xe cô nói với tài xế, bác tài khách sạn lớn Đằng Vân, tên tài xế có vẻ không phải là người tốt đội mũ trả lời cô, được. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Cô đã nhận ra có gì đó không đúng nên đã nói với người tài xế ở đằng trước, bác tài đây có phải đường đến khách sạn lớn Đặng Văn không? Người tài xế ở phía trước bình tĩnh, tình lý do với cô, cô gái nhỏ là người ngoại thành phải không? Đây là con đường gần nhất đi đường lớn sẽ bị tắc đường. Ánh mắt của cô hơi u tối, thuận theo tài xế nói, đúng đây là lần đầu tiên cháu đến chơi vậy đợi lát bác gọi cháu dậy nhé từ kính chiếu hậu tài xế thấy cô buông bỏ cảnh giác đã ngủ thiếp đi thì lộ ra nụ cười xấu xa lúc này cô đang nhớ lại những lời cảnh báo của trương lão gia cậu ấy không nói đùa đâu thành phố đằng tuy có danh về đá quý nhưng chỗ biến chỗ biên giới buôn bán người rất nhiều cô lộ ra một nụ cười đầy hứng thú thầm nghĩ ngược lại tôi muốn xem hang ổ của mấy người ở đâu chiếc xe lao vù vù vào một khu nhà kho bỏ hoang khi đến nơi tên tài xế dừng xe hắn thô bạo lôi cô ra khỏi xe hết lên ra đây cô cũng phối hợp giả vờ hoảng sợ hỏi đây là đâu mấy người rốt cuộc là ai sau đó cô bị dẫn đến một nơi có rất nhiều phụ nữ bị bắt bên cạnh có những tên đàn ông lực lưỡng đang cầm gậy gộc đứng canh chừng lạch cạch một tiếng cánh cửa được mở ra có bóng người đi vào người đi đến là một tên béo đầu chọc tay xăm kín tay cầm đầu thuốc đi theo sau đằng sau hắn còn có thêm mấy tên đàn em thân hình tạm vỡ tên tài xế túm lấy cô nói với người vừa tới lão đại lại có một đứa nữa hai tay cô bị tên tài xế giữ chặt tên lão đại nắm cầm cô đáng giá nói ừm trong tướng tá cũng được đó để cùng với đội con gái đi có thể bán được giá cao. Sau đó cô bị tên tài xế đẩy mạnh về phía đám con gái đang bị trói, hắn hung dữ nói, qua bên đó. Cô Ninh âm thầm quan sát đánh giá đám người, trong lòng thầm nghĩ, không có hàng nóng, xem ra chỉ là mấy tên côn đồ, dễ đối phó. Chợt cô phát hiện trong một góc nào đó có hai bóng người, trong lòng thầm nghĩ, đó cũng là người của bọn chúng sao? Mùi máu tanh nồng quá, trong một góc nào đó có một nam một nữ đang ôm nhau có vẻ cô gái đã bị thương nặng, máu chảy xuống khắp mặt đất. Người đàn ông nói với cô gái đang bị thương, "Phi Điểu, cố gắng lên, chờ mấy người đó đi anh sẽ dẫn em đi tìm thuốc cố ninh nghe thấy hai từ phi điểu thì đôi mắt đột nhiên mở to cô lại nhớ về trước đây kiếp trước lúc mình làm sát thủ bọn họ sát cánh chiến đấu không ngờ rằng còn có thể gặp lại được bọn họ ở đây trong lòng cô thầm suy đoán tình hình của hai người bọn họ không ổn lắm đặc biệt là phi điểu cô cố gắng dễ dụ tránh thoát khỏi sợi dây trói hai tay của mình ở đằng sau trong lòng thầm nghĩ mình phải nhanh chóng tên tài xế và tên lão đại vẫn còn vui vẻ uống rượu với nhau tên tài xế nói ngày mai lại đi kiểm kiếm thêm hai Lời nói của hắn còn chưa xong thì đã bị cô dùng chai rượu đánh mạnh vào đầu, hắn đau đớn hét lên một tiếng. À, cô rút ra một con dao. Soạt một tiếng, cô Ninh hung thần ác sát lao về tên đại lão. Phập một tiếng, con dao đâm mạnh vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đau đớn hét lên a, à, còn đám đàn em của hắn thì hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Cô đứng thẳng dậy, quay đầu gọi hai người trong góc, Phi Điều, Phiên. Hai người núp trong góc cứ tưởng rằng kẻ thù đã tìm thấy bọn họ, lo lắng nghĩ, không ổn người truy sát chúng ta đến lúc này phi điểu bị thương trầm trọng nằm trong lòng của phi ưng cố ninh đã chạy tới kêu lớn tên hai người họ phi ưng phi điểu thấy cô phi ưng hoảng loạn mà chĩa súng về phía cô ham dọa đừng qua đây nhưng cô liền nhìn ra súng đã hết đạn mà bảo đừng giả vờ nữa súng làm gì có đạn phi điểu sắp không xong rồi mau để tôi cứu cô ấy phi ưng bất ngờ hỏi cô sao cô biết được thân phận của chúng tôi cô rốt cuộc là ai rồi bỗng anh mất đã mà ngã nhàu ra phía sau ấy hai đứa bị ngã mà phi điểu không quên nói giết cô ta cố ninh lúc này lấy từ không gian ra hộp cứu thương cảm thấy may mắn may mà trong không gian có hộp cứu thương rồi cô liền lấy miếng vải bịch miệng phi điều lại nhắc nhở giữ gìn thể lực hạn chế nói linh tinh rồi cô lấy từ trong hộp ra một cây kiềm sắt nhọn thấy cô lấy cây kiềm ra phi ưng liền cảnh giác giọng nói có chút run rẩy mà nói cô muốn làm cái gì dừng tay cô ninh còn bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc nói muốn cô ấy sống thì im miệng rồi cô liền lao tới chọc vào vết thương của phi điều khiến cô ấy đau đớn mà hét lên ô ô ô mặc kệ cô cố ninh vẫn tiếp tục làm trong đầu thì nghĩ sát thủ phi điều và phi ưng có danh sách xếp hạng cao hàng năm không ngờ chúng ta có thể gặp nhau tại đây rất nhanh cô cũng đã lấy được một mảnh đạn từ vết thương của cổ ra. Phi Ưng lúc này mới lên tiếng hỏi cô là người của ai, cô Ninh bình thản vừa bấm điện thoại vừa đáp yên tâm tôi không phải người đến truy sát hai người, tôi có cách giúp hai người thoát. Nói rồi cô liền gọi cho ai đó bảo lão ca vào hệ thống danh sách phần thưởng của sát thủ, xóa tên của Phi Ưng và phi điều người bên kia điện thoại cũng vui vẻ đồng ý ok. Hai người nghe tới xóa tên mà kinh ngạc, đó không phải là, cô Ninh liền giải thích cho bọn họ có nghĩa là từ nay trở đi sẽ không ai biết hai người là ai, hai người có thể rửa sạch được thân phận trước đây có thể bắt đầu lại từ đầu điều kiện duy nhất của tôi là sau này đi theo tôi đãi ngộ phong phú tôi cũng sẽ không bắt éo hai người làm việc mà hai người không thích đồng ý không hai người nhìn nhau chốc lát rồi liền kiên định đồng thanh bảo được chuyển cảnh đến một nơi khác cố ninh lúc này đã dẫn hai người đến nhà mới vừa đi vừa nói ngày mai tôi đến chợ đầu mối cần tìm một nhà kho hai người ngày mai tìm nhà kho giúp tôi phải chú ý bảo mật phi ưng liền đồng ý rõ bỗng cô có điện thoại gọi đến thì ra người đó là lãnh thiếu đình anh bảo ninh ninh anh sắp đến thành phố đằng chấp hành nhiệm vụ có thể gặp được em rồi. Cô Ninh cười nói vừa hai em có rất nhiều chuyện đã xảy ra ở đây muốn kể cho anh nghe em chờ anh. Cô Ninh lúc này vì để che giấu thân phận mà đã trang điểm vô cùng đậm vừa đi cô vừa nghĩ đá quý vương thi một trong bốn gia tộc đá quý ở thành phố Đằng chất lượng của nguyên liệu thô không vượt trội nhưng vẫn thắng ở số lượng lớn. Nghĩ xong cô đi thẳng vào tiệm đá quý lúc này đã có rất nhiều người ngược lại có mất viên đá chất liệu thượng đẳng nhưng mà mua hết sẽ khiến người ta hoài nghi. Tùy tiện chọn mấy viên vậy nói xong cô thấy có cục đá trước mặt định lấy bỗng có một cánh tay hất tay cô ra giành lấy viên đá đã cướp mà cô ta còn rắn họng lên bảo viên đá này ta lấy trước thấy cô ta như vậy cố ninh liền cảm thấy khó chịu nói đến trước được trước số thứ tự của viên đá thôi này tôi đã đăng ký từ trước rồi nếu như cô nói là cô nhìn thấy trước mời cô đưa lịch sử đăng ký ra đây cô ta không nói lý mà nói mùng cô là cái quái gì cửa tiệm này là của tôi tôi muốn viên đá nào cũng cần cô quản sao rồi cô vỗ nhẹ vai cô ta khiến cô ta cắm đầu cố ninh tức giận mà nói hóa ra vương thị bắt nạt người thế này à mấy người còn muốn tồn tại ở đây sao cô ta vùng dậy hét lên cô thả tay ra Cô ninh liền giật lấy viên đá viên đá này hôm nay tôi lấy chắc rồi ông già của cô gái không khác gì gian thương đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người được rồi được rồi hân nhiên đừng cãi nhau với khách ở đây cô gái nhỏ đúng là đến trước đến sau nhưng mà cũng phải xem đây là địa bàn của ai thứ con gái tôi muốn tôi không muốn làm khó cô tôi có thể chọn giúp cô viên đá khác rồi ông móc cái gì đó từ tay áo cô gái xem cái này tôi giấu lâu lắm rồi chỉ đợi người có duyên mang nó đi mặc dù ông móc ra viên ngọc nhìn vô cùng xin sò nhưng trong lòng ông lại nghĩ hai bề ngoài nhìn thì là đỉnh cấp lục ý thực ra chỉ có một lớp thôi cố ninh lúc này nhìn viên ngọc mà trầm mặt nghĩ xem ra hai bố con người này đã tác quái tác quái ở đây không chỉ một hai ngày nếu đã như thế đừng trách tôi độc ác bỗng có một người đàn ông chạy tới mắng hai cha con xấu tính nhà họ vương làm cái trò này cũng không phải một hai lần lần trước tôi cắt đá bọn họ cư nhiên trả giá mọi người xung quanh đó cũng bắt đầu bàn tán xì xào vương hồng minh dùng nguyên liệu thô giá để lừa tay chơi mới không phải lần đầu giả vờ đạo mạo thật độc ác ông chủ vương lúc này đã không kiềm được cơn tức giận mà hét lớn lắm lời đuổi hết những người này ra ngoài hôm nay không kinh doanh nữa bị đuổi mọi người cũng lần lượt mà ra về nhưng mà cố ninh đã kéo họ lại kêu đợi đã làm gì có đạo lý bán hàng rồi đuổi khác đi chứ con gái của ông chủ hân nhiên lúc này nổi khùng hết thẳng vô mặt cố ninh hỏi cô muốn làm cái gì tôi không bán hàng cho cô thì cô làm gì được tôi nhưng mà cố ninh đã lướt qua cô ta tránh ra rồi đi thẳng đến chỗ ông chủ gian thương độc ác nói làm loạn ở chỗ này là tôi không đúng tôi thật sự muốn mua nguyên liệu thô của nhà họ vương thế này đi mỗi một ký tôi sẽ trả giá thêm 10% ông cảm thấy thế nào Nghe tới đây ông cũng ngẩn người ra mặc kệ cô con gái gọi bố như thế nào còn mọi người thì bất ngờ vì 10% là giá 78 con số đó. Mặc kệ con gái ông ta không chịu ông vẫn đồng ý ok cô đến chọn đi, cô ninh đáp vậy thì tôi không khách khí nữa. Ánh mắt cô khẽ mỡ rồi lướt qua một lượt đồng đá. Mắt cô khai mở thần thông những viên đá có chứa ngọc đủ màu hiện ra. Rồi cô lụng một đống để riêng ra. Vui cười cười nói chỗ này tính tiền đi. Ông chủ tưởng lùa được con gà ngon mà dơ ngón tay lai like cho cô, sảng khoái, còn con gái ông bị khùng mà cứ la hết đợi chút đây là viên đá mà tôi với cô tranh nhau sự thật chứng minh mắt nhìn của tôi vô cùng tốt cô chẳng qua là chiếm tiện nghi của tôi thôi Cô ninh cười khẩy lại đáp ha ha với mắt nhìn đó của cô không đủ để chơi với tôi thấy cố ninh khinh mình cô lại nổi khùng lên quát cô cô có dám cá cược với tôi những viên đá thô cô mua nếu có thể cắt ra được 10 viên phỉ thúy tôi phụ cấp cho cô 20% giá thấy con gái của mình không kiềm chế được ông chủ gian thương vương hồng minh vội ngăn lại con làm bừa cô ta tiếp tục thao túng tâm lý ông bô của mình bố bố thật sự cảm thấy người phụ nữ này có thể cắt ra được sao nghe con gái mình nói vậy ông có chút do dự nhưng mà không ngờ gặp phải con liều cố ninh không do dự liền đồng ý tôi đồng ý khiến hai người bất ngờ rồi cô chỉ vào một cục bảo cái này đi cắt thử trước cục đá được để lên máy cắt bằng laser rất nhanh đã cắt xong cắt ra thì ai cũng biết bên trong là gì đó là phỉ thúy siêu xin sò mọi người túng tụng lại xem không khỏi cảm thán quao là loại phù dung viên đầu tiên đã ra lục giỏi ghê hân nhiên lúc này đã nơm nớp lo sợ tiếp tục cắt đi một viên tính gì Cô Ninh nghe vậy liền nắm chặt mấy viên đá cười nguy hiểm nói bảo tất cả thợ nhà cô cùng ra cắt đi cắt từng viên một lãng phí thời gian. Rồi toàn bộ đá của cô chọn đã được để vào máy. Hân Nhiên chạy lại bảo để tôi cắt. Rồi cô cắt ra viên thứ hai lại là ngọc. Cô Ninh tỏ vẻ ngây thơ chu mỏ chực chực, Hoàng Thúy, không đáng tiền, còn hai cha con cô ta đã há hốc mồm mắt thì muốn rớt luôn ra ngoài. Nhưng mà miệng vẫn còn mạnh tiếp tục. Viên thứ ba cắt ra vẫn tiếp tục là ngọc, mọi người lúc này lại bàn tán xôn xao hơn vãi loại băng, còn là loại băng nổi màu xanh. Rồi viên thứ tư năm sáu bảy tám chín mười tất cả đã được mấy anh thợ cắt ra mà vô cùng kinh ngạc chỗ này đều ra lục hết rồi miếng này còn là loại pha lê ông chủ đã không giữ được bình tĩnh nữa tưởng lùa được con gà non ai ngờ lùa phải con phượng hoàng chân ông run rẩy không đứng vững nữa mà phải chống xuống bàn lấp bấp hỏi cô 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 rốt cuộc là ai mọi người thấy cô ngầu như vậy đã tôn cô lên làm nữ vương bà hoàng đập đá cô ấy không phải là nữ vương phỉ thúy đấy chứ chính là nữ vương phỉ thúy của phỉ thúy ở thành phố gờ đó bảo sao mình thấy quen mắt vậy rồi bọn họ không ngừng móc điện thoại ra chụp chụp cô thì mặc kệ bọn họ mà lấy đá xếp lên xe rồi đẩy đi bỗng ông chủ gian thương chạy lại chặn bảo cô đứng lại cô không được đi Vương Hồng Minh chỉ vào mặt cô Ninh hết lớn cô chính là muốn đến phá cửa hàng nói là ai phải cô đến Đường Ái Ninh bắt lấy tay hắn nói nhớ kỹ tôi là Đường Ái Ninh sau này sẽ là cơn ác mộng của ông cố định thầm nghĩ danh tính thật không được bại lộ bộ đồ ngụy trang này là dùng tên của kiếp trước cô gái tóc xanh hết lớn đuổi hết những người hút chuyện ra ngoài hôm nay cô đừng học yên ổn ra khỏi cái cửa này người đàn ông họ vương nhìn qua cô gái nói nhỏ làm càn nhiều người đang nhìn thế này con muốn làm cái gì hả muốn cho nhà họ vương chết sớm sao ý ám ngữ ông chỉ là âm thầm ra tay thôi vương tử thư đáp con cố định lúc này rời đi và nói ông chủ vương cảm ơn phỉ thúy của ông nhé bái bye, bye. cố định đi ra trong tiếng hô hào của một người đường ái ninh quả thật là nữ vương phỉ thúy bạn tôi từng mua đá thô của cô ấy chính là cái tên này tôi vậy mà lại gặp được người thật rồi ông chủ vương tức giận nghiến răng nghĩ mà không làm được chứ đáng ghét những nguyên liệu thô đó tuyệt đối không để cô ta mang đi một chiếc trực thăng đang bay vù vù đến lãnh thiếu đình đang đứng chỉ huy nhiệm vụ lần này sẽ tiến hành dựa theo kế hoạch cũ mọi người phân ra hành động mọi người đáp rõ lãnh thiếu đình lấy điện thoại ra thấy tin nhắn của cố ninh đang ở đâu thế bây giờ em đến tìm anh cố ninh cầm điện thoại đang định vị vị trí vừa nhắn tin vừa cười lúc này có mấy người chạy đuổi theo phía sau cố lên lướt nhìn lại phía sau nghe chúng nói người mà ông chủ vương nói chính là cô ta cố ninh nghĩ bụng ông chủ vương xem ra vương hồng minh ngồi không yên rồi lần này muốn ra tay với mình cố ninh nhanh chóng ghé vào một sạp hàng quần áo mua một bộ đồ đưa bà chủ tiền và nói bà chủ không cần trả lại bà chủ ổ lên kinh ngạc rồi cô bước đi vội vàng trên phố mấy tên đàn em của ông chủ vương vẫn bám theo không buông cô nhanh chóng thay bộ quần áo vừa mới mua vứt bỏ bộ quần áo cũ vào sọt rác ba tên đàn em thấy cô với bộ đồ nữ sinh thì mặt đưa ra cố ninh đi thẳng ra ngoài nói làm phiền nhường đường ba tên bọn chúng hét lên ở bên trong đừng để cô ta chạy ba tên chạy vào nhà vệ sinh nữ cô ninh ngoài đây liếc nhìn hừ một tiếng lúc cô không để ý đi tới thì đầu đụng vào gì đó cô la lên ui ra những mặt lên nhìn thì ra là lãnh thiếu đình lãnh thiếu đình kêu ninh ninh cô vui vẻ tròn tay qua cổ lãnh thiếu đình nói đến đúng lúc ghê trong lúc hai người đang lãng mạn thì có một cái ghế văng ra ngoài vàng lên một tiếng cốp nhìn vào một cửa tiệm có một tên bạm trận đang túng cổ một ông chú hát lên kêu ông hôm nay trả tiền mà không trả này đập nát cái tiệm này ra cho tao lúc này máu nghĩa hiệp của lãnh thiếu đình và cố ninh nổi lên họ xông vào cửa hàng hét lên dừng tay tên bặm trận lúc này đẩy ông chủ cửa hàng ông chủ té xuống va vào kệ hàng cố ninh lúc này tóm lấy tay ông chủ kéo qua vì có một bức tượng đang rớt xuống ngay đầu ông chủ ông chủ thoát được sự va đập trong găng tấc lãnh thiếu đình hỏi tên kia ai cho phép mấy người động thủ đánh người hả hắn trả lời cửu ra cửu ra đó mày có biết không tao nói tên tiểu tử mày hôm nay chết chắc rồi mày không thoát khỏi được con phố này đâu ông chủ chấp tay nói cảm ơn hai người cảm ơn hai người nhưng mà hai người mau chóng rời khỏi đây đi những người đó không dễ chọc đâu vô dĩ là nợ của con trai nuôi của tôi liên lụy đến hai người là không được rồi Cô ninh nghĩ trong đầu mình có ý định muốn mở một công ty cung cấp phỉ thúy phải tìm người quản lý ông ấy có thể mở được cửa tiệm to như thế làm người cũng không tồi ngược lại có thể xem xét Cô ninh bước lại giơ chân lên để một chân lên ghế nói chuyện này tôi quản chắc rồi lãnh thiếu đình đẩy tên kia ngã xuống tên kia kêu lên ui ra hai tên đàn em phía sau tiến lên hỏi đại ca lão đại không sao chứ tên lão đại tức nghiến răng nghiến mặt nhưng chỉ biết nói chúng ta đi tên lão đại còn quay lại hét lớn hai người đợi đấy cho tao ông chủ xoay người nhặt bức tượng lên nói cảm ơn các người cố ninh xoay qua nói với ông tôi có thể giúp ông ông chủ vội đáp không 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 chuyện này các người vẫn không nên xen vào miễn làm liên lụy đến các người cố ninh nói tiếp ông chủ trịnh nếu như là cái cửa hàng này của ông thật sự không thể tiếp tục mở được nữa tôi mời ông đến chỗ của tôi làm việc ông chủ trịnh thầm nghĩ cô nương này tuổi vẫn còn trẻ nếu là làm kinh doanh ông nói với cố ninh nhưng như là đằng sau những kẻ cho vay nặng lãi là lam ưng kia bọn họ ở trong tối ông chưa nói xong thì cố ninh chen vào phiền phức của lam ưng tôi giúp ông giải quyết tôi đảm bảo bọn họ sẽ không đến tìm ông nữa cố ninh lấy danh thiếp và đưa cho ông chủ trịnh ông chủ trịnh nghĩ cô ấy thân thủ tốt như vậy đồng thời hoàn toàn không sợ lam ưng nói không chừng thật sự có cách ông nhìn hai bọn họ tiếp tục nghĩ hơn nữa bọn họ còn cứu mạng của mình xem như là lừa mình mình cũng chấp nhận ông chủ chuyện vui vẻ mời cố ninh và lãnh thiếu đình vào phòng tiếp khách hai vị mời đi theo tôi ông rót trà mời hai người. Ông chủ trịnh nói, tiểu thư cô muốn tôi làm cái gì? Cô Ninh trả lời, chú trịnh, tôi muốn mời chú đến giúp tôi quản lý công ty cung ứng phỉ thúy, nguồn hàng ban đầu và khách hàng đã có rồi, chú chỉ cần quản lý việc khác trong công ty. Ông chủ trịnh bất ngờ trước lời nói của cố Ninh nói, công ty cung ứng phỉ thúy, đây phải có lượng lớn đá thô. Đồng thời ai cũng không có biện pháp đảm bảo có thể mở ra phỉ thúy, cái này có được không? Cô Ninh uống trà vừa nói tiếp, chú không cần lo lắng nguồn hàng, tội đối với cự đá có một kỹ năng đặc biệt. Ông chủ trịnh hớn hở nói, tiểu thư cố cô yên tâm nếu như tôi đã chọn đi theo cô chính là sẽ không có hài lòng cố ninh vui vẻ tươi cười đứng lên đưa tay với chú trịnh rất tốt chú trịnh vậy chúng ta hợp tác vui vẻ ông chủ trịnh cũng vui vẻ bắt lấy tay cô ông nói hợp tác vui vẻ cố ninh đi về phía đá thô hỏi chú trịnh đá thô của chú đều nhập ở đâu về vậy ông chủ trịnh trả lời tôi và vương gia ký hợp đồng đá thô đều từ vương gia nhập về cố ninh ngừng lại hỏi vương gia cố ninh nghĩ trở ngại về tình cảnh bên ngoài mình không thể đem tất cả đá thô phỉ thúy của trương gia mang đi nhưng nếu như là vương gia tất nhiên sẽ không nghĩ cho vương gia cố lên xe qua nói với chú trịnh chú trịnh ngày mai có thể dựa vào danh nghĩa của cháu mang cháu đi vương gia nhập một lô hàng đá thô về ông chủ trịnh đáp ồ ồ được 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 cháu chỉ cần sắp xếp cố ninh nói tiếp đúng rồi chú trịnh mặt tiền của cửa hàng này có thể cho cháu thuê làm chỗ tiếp khách không ông chủ trịnh trả lời cái này không vấn đề gì dù sao tôi cũng không mở cửa hàng nữa rồi hai người đang trên đường đi về cố ninh nhận được tin nhắn từ tư đồ giã nội dung tin nhắn là có việc cần sự giúp đỡ của tiên sinh tư đồ sự thành át hậu lãnh thiếu đình thấy tên người nhắn tin tức giận nghĩ lại là tư đồ giã lãnh thiên đình tiến lại nghĩ người nam nhân này sao cứ âm hồn bất tán cố lên lấy tay chặn anh lại cố ninh nói mùi vị của một vựa giấm lớn lọ giấm này lại đổ rồi lãnh thiếu đình bắt lấy tay cố ninh anh tiến sát lại ninh ninh nói mới không có tôi không can thiệp em làm chính sự nhưng em có thể bất cứ lúc nào nói cần tôi mặt của cố ninh đỏ lên miệng lắp bắp thiếu đình em bỗng có tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí lãng mạn giữa hai người cố lên bắt máy alo đầu dây bên kia nói lão đại nhà kho có người đến gây rối là vương gia sai người đến cố ninh đáp vương gia vương hồng minh đúng không cô ồ lên một tiếng nói tiếp đưa đến tận cửa rồi cố ninh đưa tay đẩy cửa nhà kho thật mạnh tạo nên một tiếng rầm cửa mở toang ra xuất hiện cố ninh và lãnh thiếu đình với cảnh trước mắt là hai người phi ưng phi đều đang canh giữ những người mà vương gia đưa sang để quấy rối ba người đó ngồi một góc run như cầy sấy thấy được cố ninh phi ưng, Phi điều liền quay qua chào cô, lão đại. Cố Ninh bước tới trước mặt ba người kia, nghiêm túc cảnh cáo họ, lần này coi như xong quay về nói với Vương Hồng Minh, nếu còn có lần sau đừng trách tôi không khách khí, một tên trong đó liền lắp bắp trả lời Cố Ninh, tạ, dạ, tạ, tạ. Cố Ninh trừng mắt rồi lớn giọng bảo họ, cút. Thấy lệnh thả đã được đưa xuống ba người đó liền lật đật chạy như bay ra khỏi cửa. Thấy ba người đó đã đi, Cố Ninh liền xem tình hình của đồng đội mình, cô phát hiện tình hình hình như không được tốt cho lắm, Phi Ưng và Phi Điều có vẻ như đang thủ thế phòng ngừa lãnh thiếu đình lãnh thiếu đình đưa mắt đánh giá hai người phi ưng phi điểu đang vô cùng đề phòng mình anh thấy được hai người này không phải người bình thường bên này phi ưng và phi điểu đang trong cảnh giác cực độ phi điểu nghĩ rằng chẳng lẽ anh ta biết thân phận của bọn mình còn phi ưng thì nghĩ đến việc tên đàn ông này mạnh quá nếu như đánh nhau chúng ta không hề có cơ hội thắng cô ninh liền đi qua để xoa dịu tình hình cô vòng tay qua cánh tay của lãnh thiếu đình giới thiệu mọi người với nhau thiếu đình bọn họ là bạn của em cao tập kiều á cô ninh nghĩ đây là tên thật của họ họ không cần phải dùng mấy biệt hiệu phi ưng, phi điểu nữa cố ninh liền quay sang giới thiệu lãnh thiếu hàn với hai người kia cao ca kiều tỷ đây là người yêu của em lãnh thiếu đình yên tâm đi anh ấy là người của chúng ta hai người cao tập và kiều á nghe được như thế thì liền thả lòng cao tập liền cười rồi khen người yêu của lão đại thật đẹp trai cả hai sau đó nói xin chào với lãnh thiếu đình như làm quen lãnh thiếu đình cũng gật đầu rồi ừng với hai người cao tập và kiều á trao đổi ánh mắt với nhau không cần biết là ai chỉ cần không có nguy hiểm gì với chúng ta là được hơn nữa cố ninh sẽ không làm hại chúng ta giới thiệu và chào hỏi xong cố ninh tay ôm tay lãnh thiếu đình cùng nhau đi về cô cũng nhận dò hai người kia kiều tỷ trị ở lại canh chừng cao ca đi tìm xưởng nhanh chóng vận chuyển lên đi tránh cho đêm dài lắm mộng kiều á và cao tập đồng thanh trả lời được màn đêm buông xuống đèn đường cũng đã bật lên sáng bừng một góc trên đường cố ninh và lãnh thiếu đình cùng nhau đi bộ về lãnh thiếu đình hỏi cô làm sao em quen được hai người đó vậy chân của cố ninh bỗng khựng lại cô nghĩ vô dĩ cũng không định giấu anh ấy chỉ là vẫn chưa kể hết được lãnh thiếu đình im lặng nhìn cố ninh chờ đợi câu trả lời của cô anh nghĩ trong lòng quen biết lâu như vậy rồi mình thực sự không biết Ninh Ninh thực sự như thế nào. Anh nhớ lại những tình huống nguy cấp Cố Ninh thật sự có thân thủ rất tốt, khi thế ngất trời, rõ ràng mới có 18 tuổi, nhưng trên người lại cất giấu nhiều chuyện đến vậy. Sự quyến rũ của em, của em luôn làm anh muốn tìm hiểu tất cả về em. Anh đưa mắt qua nhìn người con gái đó, người cũng đang nhìn anh với nụ cười dịu dàng, anh tiếp tục nghĩ, em không muốn nói. Anh tôn trọng em, chỉ cần em thật lòng với anh, tất cả anh đều không để ý, người ta thường nói người yêu trong mắt liền hóa tây thi. Hiện giờ Cố Ninh trong mắt của Lãnh Thiếu Đình cực kỳ đẹp đến mức làm lóa nhòa đi mọi vật xung quanh. Lãnh Thiếu Đình lên tiếng trước, nói với Cố Ninh, chỉ riêng kỹ thuật của hacker không thể nào xóa sạch thông tin của bọn họ được. Nếu tổ chức sát thủ có kỹ thuật mạng mới, vẫn có thể khôi phục được thông tin. Nghe anh nói thế Cố Ninh liền nhận ra, đúng vậy, mình thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Lãnh Thiếu Đình đặt tay mình lên vai Cố Ninh xoay cô lại để hai người có thể đối mặt, nhìn vào ánh mắt nhau, anh nói với cô với một vẻ mặt chân thành, nếu em tin anh, anh có thể làm thông tin của bọn họ hoàn toàn biến mất. Cố Ninh trả lời anh, sao em lại không tin anh chứ, chỉ là Lãnh Thiếu Đình nhìn Cố Ninh với ánh mắt đầy sự chắc chắn nói ninh ninh không cần sợ làm phiền anh cố ninh nghe thấy thế thì đỏ mặt nói thiếu đỉnh cô chủ động ôm anh và nói cảm ơn anh lãnh thiếu đỉnh cũng ôm cô thật chặt tận hưởng cái ôm hai của hai người tại biệt thự kinh thành nhà của đường nhã tâm và tề từ việt đường nhã tâm đang ngồi trên sofa thưởng thức rượu vang. bất chợt điện thoại của cô ta nhảy lên một tin với tiêu đề tin nóng nữ hoàng phỉ thúy đường nguyễn ninh kiếm được 23 tỷ đọc được tiêu đề đó mắt của đường nhã tâm muốn trợn đến lòi ra cái ly thủy tinh đựng rượu cũng rơi từ trên tay cô ta xuống đất và vỡ toang bắn chất lỏng trong ly ra khắp sàn. Tề Từ Việt nghe tiếng đó thì liền đi từ trên tầng xuống hắn hỏi cô ta, Nhã Tâm, sao thế? Đường Nhã Tâm tay cầm điện thoại mặt tái mét, lắp bắp nói, Đường, Đường Nghệ Ninh. Tề Từ Việt cầm lấy điện thoại của Đường Nhã Tâm xem tin, hắn cũng tái mặt hết lên, Đường Nghệ Ninh, không phải cô ta đã chết rồi sao? Hai người đó chợt nhớ ra, không đúng trước khi cô ta chết từng nói. Lời nói trước khi chết của Đường Nghệ Ninh vẫn còn rõ ràng trong tâm trí họ, nếu tôi có phúc được sống tiếp, nhất định sẽ làm cho các người và Đường gia không được chết yên. Hai người đó nói, chẳng lẽ cô ta thật sự chưa chết hai người tề từ việt và đường nhã tâm đang chăm chú đọc tin tức trên điện thoại về nữ hoàng phỉ thúy đường nghệ ninh nhã tâm thở phào không phải cô ta cùng tên họ mà thôi từ việt đáp anh đã nói làm sao có thể mà chính mắt anh nhìn thấy thi thể của cô ta được tìm thấy mà anh ta lướt nhanh nói nhưng mà người phụ nữ này thực sự tìm ra 32 viên phỉ thúy hai người ngạc nhiên cùng thốt lên cái gì có mấy cái còn là cực phẩm lục bảo cái này cũng nghịch thiên quá rồi đó hai người chỉ vào điện thoại nói buổi sáng thời tiết thật đẹp tại phòng làm việc công ty cung ứng phỉ thúy thất sắc cô Ninh và lãnh thiếu đình bước ra nói dạo này làm phiền chú Trịnh rồi chú Trịnh cười ha ha đáp không có gì may nhờ có sự giúp đỡ của bà chủ cố cuộc sống của tôi mới có thể tốt như vậy hai người chào tạm biệt chú Trịnh chú Trịnh vậy tụi con đi trước đây lãnh thiếu đình hỏi Ninh Ninh bây giờ đi đâu cô Ninh vừa bước đi vừa nói đương nhiên là đi hẹn hò rồi mặt của lãnh thiếu đình ngượng đỏ lên lắp bắp hẹn hẹn hò cô Ninh vui vẻ vừa đi trước vừa hát ngân nga thiếu đình vội đuổi theo đợi anh với chú trịnh nhìn theo vui vẻ nói ha ha người trẻ tuổi bây giờ đúng là tại một khách sạn sang trọng lễ tân chào đón cố ninh nghe tiếng cãi vã vang lại vương tiểu thư căn phòng này đã có người khác đặt rồi cô đáp hứ ừ, tôi mặc kệ tôi chỉ muốn phòng này cố ninh thấy vương tiểu thư thầm nghĩ ha đúng là oan ra ngõ hẹp mà người phục vụ nói vương tiểu thư vương tiểu thư xin cô đừng làm khó tôi làm khó anh sao tôi là thiên kim của vương gia đến nhà hàng các người ăn cơm là phúc phần của các người vương tiểu thư trả lời hai cô gái theo cùng cũng chỉ trỏ cái nhà hàng dám chống lại vương ra sao thật là không muốn sống nữa mà cẩn thận phải đóng cửa tiệm đấy cố ninh bước lên nói căn phòng này là do tôi đặt đó sao muốn cướp à vương tiểu thư hét lên với cố ninh tôi muốn cướp đấy cô làm gì được tôi cố ninh đáp vậy phải xem vương tiểu thư có bản lĩnh này không cô vương tiểu thư hét lên lúc này lãnh thiếu đỉnh đi vào trên tay là cốc cà phê cô gái nào cũng nhìn trời ơi đẹp trai quá vương hân nhiên đứng đưa ra đẹp đẹp qua cô thầm nghĩ người đàn ông thế này mới xứng với vương hân nhiên mình chứ cô khẽ chỉnh lại tóc tai bước về phía lãnh thiếu đinh chào hỏi xin chào tôi là vương hân nhiên thiên kim của vương gia đằng thị rất vui được làm quen với anh vương hân nhiên đưa tay định bắt tay với lãnh thiếu đình ai ngờ anh ta đi lướt qua cô luôn vương hân nhiên hét lên này anh cầm à nể mặt lại không muốn à thiếu đình tiến lại đưa cà phê cho cố ninh cố ninh với giọng điệu cà khịa hỏi sao nào vị tiểu thư này còn muốn cướp người đàn ông của tôi sao thật nhìn không ra cô còn có sở thích này cô dám làm nhục tôi Vương Hân Nhiên tức giận hết toáng lên. Cô Ninh thì thầm là do cô tự làm nhục chính mình. Mọi người xung quanh bàn tán. Hân Nhiên nhìn chúng anh ta là phúc của anh ta. Hân Nhiên là đại tiểu thư Vương gia, đừng có nể mặt rồi mà không thèm. Vương Hân Nhiên vẫn tiếp tục nói lớn có ý nhầm vào cố Ninh. Tiện nhân, cô là cái thứ gì chứ? Dám chống đối Vương gia, cô chết chắc rồi. Lãnh thiếu đình liếc nhìn cô ta bằng cặp mắt hung hãn. Anh ta vừa liếc vừa nói Vương gia là cái thứ gì chứ? Dám làm nhục Ninh Ninh, tôi sẽ diệt sạch các người. Vương Hân Nhiên vẻ mặt hoảng sợ lùi về sau mọi người đi chung khuyên dân bỏ đi hân nhiên đừng có chọc vào bọn họ nữa cái người này nhìn đáng sợ quá vương hân nhiên vẫn cứng miệng nói tiếp anh nghĩ anh là ai muốn diệt sạch vương ra nằm mơ cố ninh lên tiếng tránh ra đừng làm phiền bọn tôi ăn cơm vương hân nhiên vẻ mặt lo sợ biến sắc chỉ có thể thốt lên các người cố ninh liếc nhìn phục vụ nói phục vụ chỗ này ồn quá vương hân nhiên bên ngoài vẫn chưa từ bỏ nói này cô đừng đi phục vụ ồ lễ tân lúc này không còn cô nệ vương tiểu thư mời cô rời đi vương hân nhiên tức giận quát anh cô ấy nghiến răng vương hân nhiên la lớn các người đợi đó cho tôi ở ngoài phố náo nhiệt mọi người ồn ào bàn tán không phải chứ minh tinh còn lâu mới quang minh chính đại đi dạo cùng bạn gái như thế nếu tôi cũng có bạn trai đẹp như vậy thì tốt rồi nằm mơ đi nằm mơ cái gì cũng có Cô ninh vừa ăn kẹo hồ lô chật chật mị lực của lãnh thiếu không hề giảm sút nha ra ngoài đi dạo thôi cũng có nhiều cô gái hâm mộ như vậy lãnh thiếu đỉnh áp sát mặt mình vào mặt cố ninh sau đó lau miệng cho cô và thì thầm trong mắt anh chỉ có em thôi ánh mắt cố ninh lung linh thầm nghỉ trời nhan sắc của người đàn ông này cũng phạm quy quá rồi đó trong một sạp hàng nhỏ người bán hàng rong hô dao nào nhìn này đồ cổ giá rẻ đây hàng thật giá thật không hề lừa gạt cố ninh bước lại cầm cái bát lên người bán hàng rong nhanh miệng nói ây do, cô gái thật biết xem hàng nếu đã có duyên như vậy bán rẻ cho cô một chút nha năm ngàn trong đầu cố ninh thầm nghỉ bát trắng men thanh hoa đồ thật có giá khoảng hơn 10 ngàn lận liền chốt được thành dao người bán hàng rong vui mừng để tôi gói cho cô thì thầm trong miệng lại lời rồi lúc này cố ninh để ý thấy có người đang lặng lẽ theo dõi mình cố ninh ra hiệu cho lãnh thiếu đình gật đầu sau đó hai người tiếp tục đi tiếp phía sau đã có người bám theo khi tới hầm để xe bọn côn đồ theo dõi lúc này đã mất dấu hai người họ một tên trong đám quát lớn mẹ nó người đâu rồi lúc này cố ninh ở phía sau lưng lên tiếng các vị đang tìm tôi sao khiến cả bọn giật mình bọn chúng hỏi thằng kia đâu cố ninh đáp sau lưng các người đó quay lưng lại đám côn đồ lộ mặt vui vẻ ây dô càng tốt còn sống cố ninh hỏi vương hân nhiên phái các người tới đúng không cô ta muốn thế nào tên đứng đầu đáp nếu các người đã biết mình đắc tội ai vậy bọn ta không khách khí nữa thằng đó phải đồng ý làm người yêu của vương tiểu thư bọn chúng quay lại nhìn lãnh thiếu đình tên cầm đầu nhan hiểm nói cô à đương nhiên bọn tôi thay phiên nhau sau đó hủy đi gương mặt của cô hắn rút dao ra cạch nếu không phải do cô đắc tội vương tiểu thư bọn ta thực không nữa chưa kịp nói hết câu lãnh thiếu đình đã bay lại đá thẳng vào mặt hắn ta một cái bốp rớt cây răng cửa hắn la a à một tiếng chưa kịp bắt kịp tình hình thì đồng bọn của hắn cũng bị lãnh thiếu đình xử đẹp lúc này chỉ nghe soạt bốp dầm. bụt âm cả đám bọn chúng đã nằm gục dưới đất máu chảy lai láng vù một tiếng lãng thiếu đình tính dứt điểm một tên cố ninh lên tiếng thiếu đình giữ lại mạng cho hắn bụp Cô ninh đã dùng tay mình cản tay thiếu đình lại thiếu đình toàn thân như rực lửa phù vù, vù, tên côn đồ nằm dưới đất miệng lắp bắp xin tha À. cả đám bò dậy vội chạy thật nhanh tha mạng cố ninh nói quay về nói vương hân nghiên cô ta đã chọc giận tôi rồi một hồi sau khi đã về tới khách sạn ngũ tinh phòng tổng thống kẹt một tiếng đóng cửa cố ninh sao thế ưm ừ, chưa kịp hết câu thiếu đình đã hôn cô âu yếm nhận thấy vị ngọt của tình yêu cố ninh cũng không phản kháng ưm ừ, chụt chụt hai người họ hôn nhau say đắm vuốt ve nhau phù phù cố ninh liền nói lần đầu tiên em thấy anh mất bình tĩnh đó lãnh thiếu ôm chặt lấy cô bọn nó tính kế em anh nghẹn ngào nói cố ninh được rồi đừng giận nữa không phải là em không sao ư bọn họ muốn gây phiền phức cho em em cũng sẽ không ngồi im chờ chết lãnh thiếu nói chuyện này để anh giải quyết trong lòng nghĩ, anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa. Cố Ninh trong đầu lo sợ, nếu mình từ chối anh ấy, anh ấy lại buồn, miệng nói được. Lãnh Thiếu nghe thấy, gương mặt liền hạnh phúc. Anh ẩm Cố Ninh xuống giường. Hai người bắt đầu âu yếm nhau, Cố Ninh hôn lên cổ Lãnh Thiếu, "Ư, a," à, cô bắt đầu chủ động vén áo anh xuống. Lãnh Thiếu thở, "Phù phù, phù phù," cảm giác như được lên mây. Anh xoay người Cố Ninh lại, cho cô nằm xuống giường, bắt đầu hôn vào thân thể cô. Đang lúc quan trọng, từ cảnh sông gọi điện tới điện thoại reo lên liên hồi